Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 96. Lúc Diệp Quân đang nướng dê, Tịnh An lấy một sâu kẹo hồ lô ra liếm, cô ta không ngừng quan sát Diệp Quân. Nhất Niệm đột nhiên véo Tịnh An một cái, tỏ vẻ bất mãn, đừng nhìn linh tinh. Tịnh An kéo Nhất Niệm sang một bên, cô ta nghiêm túc hỏi, Nhất Niệm, có phải cô thích nhân loại này không? Nhất Niệm nhất thời đỏ mặt, cô hỏi cái này làm gì? Thấy thế, Tịnh An lấy tay che trán, trợn trắng mắt, xong rồi. Nhất Niệm liếm kẹo hồ lô, sau đó bình tĩnh nói, ý cô là họ sẽ không đồng ý đúng không? Tịnh An nghiêm túc nói, chắc chắn là không đồng ý rồi. Điều thứ hai trong 10 luật cấm của nền văn minh thiên hành chúng ta là gì? Nhất Niệm đáp, không được thành hôn với chủng tộc khác không phải nền văn minh thiên hành. Tịnh An trầm giọng nói, cô đã biết thế mà còn thích hắn. Nhất Niệm liếm kẹo hồ lô, ta không sợ. Tịnh An nhìn chằm chằm Nhất Niệm, hai người thắng được quân chấp pháp thiên hành không? Nhất Niệm bình tĩnh nói, để cô đánh. Tiểu tháp. Tịnh An tức đến mức hơi đau ngực, cô ta cắn một viên kẹo hồ lô, sau đó giận dữ nói, cô không thể dẫn người phụ nữ kia đến nền văn minh vũ trụ của chúng ta được, quá nguy hiểm. Nhất Niệm đột nhiên quay đầu nhìn Tịnh An, nếu bọn họ bắt nạt ta, cô sẽ giúp ta hay bọn họ? Tịnh An im lặng. Nhất Niệm cười khẽ duỗi tay ra, còn suy nghĩ nữa chứ, trả kẹo hồ lô và dê lại cho ta. Tịnh An vội vàng di chuyển sang bên cạnh, nói với vẻ đề phòng, ta không trả. Nhất Niệm bĩu môi, còn dẫy nữa chứ, hừ. Tịnh An liếm kẹo hồ lô, sau đó nghiêm túc nói, ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi, đương nhiên ta cũng lo lắng cho nền văn minh của chúng ta, biết bao năm qua, nền văn minh của chúng ta tung hoành khắp vũ trụ không có đối thủ, chưa từng thua lần nào. Mà điều này cũng khiến nền văn minh của chúng ta cực kỳ kiêu ngạo, coi thường nền văn minh và cao thủ khác, thực lực của cô gái váy trắng kia rất mạnh, ngoài nền văn minh của chúng ta, ta chưa từng gặp ai lợi hại như thế, không chỉ bà ta mà người đàn ông đứng cạnh bà ta và người đàn ông áo xanh kia cũng rất lợi hại. Nói đến đây, cô ta khẽ thở dài, ý của ta là cô có thể ở bên người đàn ông nướng dê này, nhưng chúng ta phải nghĩ cách giảm thiểu một vài mâu thuẫn có thể xảy ra. Cô cũng không muốn nền văn minh của chúng ta gặp nguy hiểm gì đúng không? Nhất Niệm gật đầu, ta dẫn hắn đến nền văn minh của chúng ta là để hắn gặp thần sư Thiên Vân, hắn xuất sắc như thế chắc chắn có thể khiến thần sư hài lòng. Tịnh An hỏi, nhưng nếu thần sư Thiên Vân không hài lòng thì sao? Nhất Niệm bình tĩnh đáp, vậy thì đánh, chúng ta gọi cô đến. Tiểu tháp. Tịnh An vô cùng đau đầu. Cô ta nghiêm túc nói với Nhất Niệm, cô có suy nghĩ phản bội. Nhất Niệm khẽ thở dài, Tịnh An, cô cũng phải suy nghĩ cho ta, lần này ta dẫn hắn về là thể hiện thái độ trước rồi, nhưng nếu bọn họ không muốn, vẫn muốn bắt nạt ta hoặc hắn thì phải làm sao? Chẳng lẽ hai chúng ta phải chết vì tình à? Ta không chịu đâu, ta chịu chút uất ức cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn thì không thể, nếu bọn họ khiến hắn phải chịu uất ức hay muốn bắt nạt hắn, ta sẽ bảo hắn gọi cô, ba. Ông nội và bác cả đến hết. Tịnh An giận dữ hỏi, để tiêu diệt nền văn minh của chúng ta à? Nhất Niệm bình tĩnh nói, cũng không phải, có thể bảo bọn họ giết chết thiên hành chủ, để ta làm thiên hành chủ, đến lúc đó ta sẽ phong cô làm quan chấp hành đứng đầu thiên hành, chúng ta cùng quản lý nền văn minh thiên hành. Tịnh An nhất thời nói với vẻ hưng phấn, quan chấp hành đứng đầu thiên hành, được đấy, được đấy. Tiểu tháp cạn lời. Hai người các cô đều có suy nghĩ phản bội. Lúc này, Diệp Quân đã nướng thịt dê xong. Hai cô gái kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó quay về chỗ Diệp Quân tiếp tục ăn dê. Diệp Quân cười hỏi, hai người vừa nói chuyện gì thế? Nhất Niệm vừa gặm đùi dê vừa nói, huynh chuẩn bị đi. Diệp Quân hơi nghi ngờ, chuẩn bị cái gì? Nhất Niệm đáp, chuẩn bị đi cùng ta đến nền văn minh thiên hành để cầu hôn. Diệp Quân cảm thấy cả người tê dại. Tịnh An nhìn Nhất Niệm, không nói gì mà chỉ im lặng gặp đùi dê. Nhất Niệm nói tiếp, đến lúc đó có lẽ sẽ gặp chút phiền phức, nhưng cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nói đến đây, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, huynh có vấn đề gì không? Diệp Quân lắc đầu, không có, đi đến đó ta sẽ nghe hết theo muội. Thật ra hắn cũng muốn đi tới nền văn minh thiên hành trong truyền thuyết để xem thử. Nền văn minh thiên hành cấp 5. Từ trước đến giờ,
Hiểu biết của hắn về nền văn minh thiên hành này cũng chỉ qua miêu tả của nền văn minh khác, hắn cũng rất tò mò không biết rốt cuộc nó là nền văn minh thế nào. Hơn nữa cũng muốn đi để học tập. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Nhất Niệm lập tức rất vui vẻ cười tươi. Diệp Quân đột nhiên hỏi, Nhất Niệm, Tịnh An cô nương, vì sao đều là nền văn minh cấp 5 nhưng các cô lại mạnh hơn nền văn minh cấp 5 khác nhiều vậy? Tịnh An cắn đùi dê, nhai một lúc rồi nói, bọn họ hoàn toàn không thể xem là nền văn minh cấp 5, đó là bọn họ tự nói thôi. Diệp Quân nhất thời tỏ vẻ nghi ngờ, tự nói. Tịnh An gật đầu, đúng thế. Diệp Quân tò mò, đẳng cấp nền văn minh này phân chia thế nào, các cô có tiêu chuẩn không? Tịnh An đáp, có. Diệp Quân mỉm cười nói, có thể nói cho ta nghe với không? Tịnh An giơ một ngón tay lên. Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ. Tịnh An nói, nướng thêm một con dê. Diệp Quân. Một lát sau, Diệp Quân lại nướng thêm một con dê. Nhìn hai cô gái ăn như hổ đói, Diệp Quân chợt cảm thấy hắn có thể thống nhất nền văn minh thiên hành bằng dê nướng và kẹo hồ lô. Lúc này, Tịnh An lau đi dầu trên miệng, sau đó nói, phân chia cấp bậc của nền văn minh rất nghiêm khắc, do một người bí ẩn đặt ra, người bí ẩn này độc khai nhất đạo trên nền tảng của cựu đạo, chính là đại đạo hiện hữu của nền văn minh các ngươi đang ở, mà đại đạo hiện hữu này còn ở đây. Diệp Quân im lặng, thầm thấy khiếp sợ, hắn không ngờ đúng như những gì hắn phỏng đoán, đại đạo hiện hữu này là đạo mà người khác khai sáng ra. Tịnh An nói tiếp, một nền văn minh cấp 5 phải có ít nhất hai điều kiện cơ bản, thứ nhất là nắm giữ thuần thục quy luật và pháp tắc của vũ trụ hiện chi, thứ hai là nắm giữ đạo thời gian. Diệp Quân tò mò hỏi, vũ trụ hiện chi? Tịnh An gật đầu, chính là vũ trụ đã biết trước mắt. Diệp Quân hỏi, các cô có biết vũ trụ bây giờ rộng bao nhiêu không? Tịnh An lắc đầu, không biết, nền văn minh thiên hành chúng ta vẫn luôn theo đuổi nguồn gốc của sinh mệnh, theo đuổi trên đại đạo, theo đuổi biên giới vũ trụ, bao nhiêu năm qua, chúng ta chưa từng dừng thăm dò. Diệp Quân im lặng một lát rồi nói, các cô có vẽ bản đồ vũ trụ không? Tịnh An gật đầu, có. Diệp Quân lại hỏi, có thể cho ta một bản không? Tịnh An lập tức lắc đầu, không được, đây là thứ không thể đưa cho nền văn minh khác. Nhất Niệm chợt nói, sau khi về ta sẽ đi chép một bản đưa cho huynh. Nhất Niệm. Tịnh An lập tức giận đến mức lồng ngực run rẩy, cô ta trợn mắt nhìn Nhất Niệm, trong miệng còn đang ngậm đầy thịt dê, căng phồng lên, trông rất đáng yêu. Nhất Niệm không thèm quan tâm đến Tịnh An, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, chỗ chúng ta có rất nhiều thứ đặc biệt, nếu huynh cảm thấy hứng thú thì ta sẽ lấy cho huynh. Tịnh An ngã về phía sau nằm xuống đất, than thở thôi xong rồi. Diệp Quân. Nhất Niệm liếc Tịnh An một cái, cô còn muốn làm quan chấp hành đứng đầu nữa không? Tịnh An vội ngồi dậy, cô ta trầm giọng nói, cô không được đổi ý đâu đấy. Diệp Quân. Nhất Niệm gặm thịt dê, sau đó nói, phải xem biểu hiện của cô đã. Tịnh An im lặng một lúc rồi nhìn về phía Diệp Quân, người có biết cô của ngươi lợi hại thế nào không? Diệp Quân lắc đầu. Thực lực của cô váy trắng vẫn là một điều bí ẩn. Tịnh An trầm giọng nói, thực lực cô ngươi có thể nói là không bình thường, vì trong lửa thiên hành ẩn chứa một pháp tắc đại đạo đặc biệt, đối với nền văn minh vũ trụ cấp thấp, pháp tắc đại đạo này tương đương với. Nói đến đây, cô ta ngẫm nghĩ một lúc mới nói tiếp, tương đương với một con dê. Cái gì? Diệp Quân bối rối. Tịnh An nói tiếp, nói đúng hơn thì tương đương với một con dê đối diện với ngươi. Thế giới của nó với thế giới của ngươi, sức mạnh của nó với sức mạnh của ngươi, nhận thức của nó với nhận thức của ngươi, ngươi hiểu chứ? Diệp Quân im lặng, ví dụ của Tịnh An này còn khó nghe hơn cả Tháp Gia. Tịnh An nói tiếp, ngươi suy nghĩ đi, ngươi nướng dê lên ăn là chuyện rất bình thường đúng không, nhưng nếu con dê này nướng chúng ta lên ăn thì sao? Diệp Quân. Tịnh An lại nói, thực lực cô ngươi không tầm thường. Nói theo định luật pháp tắc hiện hữu của nền văn minh thiên hành chúng ta là nền văn minh vũ trụ đẳng cấp thấp không thể nào xuất hiện một người lợi hại như thế được. Nói đến đây, cô ta nhìn thời không đặc biệt xung quanh, nhẹ nhàng lắc đầu, nơi nãy cũng không hề bình thường. Diệp Quân nói, Tịnh An cô nương, mấy năm qua nền văn minh thiên hành các cô có gặp đối thủ mạnh một cách đặc biệt không? Tịnh An lắc đầu, chưa từng. Nhất Niệm chợt nói, có một thế lực là vùng đất cựu đạo.
Tịnh An cau mày, không phản bác. Diệp Quân hỏi, cựu đạo này là? Nhất Niệm đáp, là một đạo rất cổ xưa, cũng là tiền thân của đại đạo hiện hữu, lúc trước đã từng giao thủ với chúng ta, còn đánh bại quan chấp hành đứng đầu của chúng ta lúc đó. Nhưng không biết vì lý do gì mà nó biến mất, chúng ta cũng không tìm thấy nó nữa. Tiếp theo đại đạo hiện hữu này vừa mới xuất hiện đã rất lợi hại, nhưng sau đó cũng không biết vì lý do gì mà ngày càng sa sút. Diệp Quân im lặng một lát rồi nói, có thể cho ta 10 ngày không? 10 ngày sau ta đi tới nền văn minh thiên hành với các cô. Nhất Niệm cười đáp, được. Tịnh An không nói gì, ở nơi này còn có đồ ăn, có chỗ chơi, rất vui. Diệp Quân cười khẽ, sau khi trò chuyện một lúc nữa với hai người, hắn đi tới ngũ trọng thiên. Rèn luyện. Nâng cao thực lực. Làm một trận lớn. Diệp Quân vừa đi ngũ trọng thiên, một giọng nói dịu dàng chợt vang lên bên tai hắn, không biết Diệp Thiếu đến chơi nên không tiếp đón từ xa, đây là chút tấm lòng của tại hạ, xin Diệp Thiếu nhận cho. Giọng nói vừa dứt câu, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân. Diệp Quân nghi ngờ nhìn nhẫn không gian trước mặt, cao thủ ngũ trọng thiên này làm gì vậy? Lúc này một ông lão xuất hiện trước mặt hắn, ông lão mặc trường bào màu đen, râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, trên mặt là nụ cười lấy lòng không hề có ý định giấu đi, thậm chí còn hơi nịnh hót. Diệp Quân chợt hiểu được chút chút. Trận chiến với Triều Võ Đạo Đế và Tam Điện Chủ Ác Đạo diễn ra ngay tại Đăng Thiên Vực, cao thủ trong này ở gần như thế sao có thể không nhìn thấy được. Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn không gian kia, bên trong có gần 10.000 tổ mạch, hơn 1.000 viên tinh thể vĩnh hằng. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu, tiền bối không cần làm vậy, hai chúng ta không thù không oán, sao ta có thể cướp của ông được. Dù hắn hám của nhưng vẫn là người có đạo đức, không thù không oán với đối phương mà nhận như thế thì đúng là ỷ thế hiếp người. Nghe thấy lời của Diệp Quân, trong mắt ông lão lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, ông ta nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, không giấu gì cậu, tại hạ có chuyện muốn nhờ. Diệp Quân hỏi, ông muốn rời khỏi nơi này sao? Ông lão vội vàng gật đầu, đúng vậy. Nói xong, ông ta cúi thấp người với Diệp Quân, mong Diệp Thiếu ra tay giúp đỡ, tại hạ sẵn lòng đi theo Diệp Thiếu 1.000 năm. Diệp Quân im lặng không nói gì. Ông lão hơi do dự rồi nói, vạn năm cũng được. Diệp Quân vẫn im lặng. Ông lão khẽ thở dài rồi nói, chỉ cần Diệp Thiếu ra tay giúp đỡ, Diệp Thiếu muốn thế nào cũng được. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, so với Ung Đế thì thực lực của tiền bối thế nào? Ông lão ngẫm nghĩ rồi nói, trước khi ông ta đột phá, ta và ông ta có thể nói là ngang bằng nhau, sau khi ông ta đột phá thì ta không bằng ông ta. Ngang bằng nhau. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, phải biết rằng trước khi chưa đột phá, Ung Đế đã có thể chiến đấu với cao thủ diệt đạo rồi. Quả nhiên người bị giam ở đây không ai là tầm thường. Diệp Quân lại nói, lúc trước Ung Đế tiền bối từng bảo ta tuyệt đối đừng tới trọng thiên này, cao thủ ở trọng thiên này tính tình nóng nảy, không dễ tiếp xúc. Nhân phẩm. Hắn kêu gọi cao thủ không chỉ xem thực lực, đương nhiên còn phải chú trọng nhân phẩm không tốt giữ ở bên cạnh thì chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Nghe thấy lời của Diệp Quân, ông lão cười khổ, Diệp Thiếu, thật ra cao thủ có thể đi tới cấp bậc khai đạo này, trên tay ai không từng dính máu tươi của sinh mệnh vô tội chứ? Một người là tốt hay xấu quyết định khi người đó đối mặt với ai, cũng như lúc này, người ta đối mặt là Diệp Thiếu, thì đương nhiên ta sẽ là người tốt, vì ta hoàn toàn không có tư cách, cũng không dám làm chuyện xấu với Diệp Thiếu, ngay cả suy nghĩ làm chuyện xấu cũng không dám có. Diệp Quân im lặng. Ông lão lại nói, đương nhiên ta cũng có thể hiểu sự lo lắng của Diệp Thiếu, sợ để người có ý đồ xấu ở bên cạnh sau này sẽ rước họa vào thân, nhưng Diệp Thiếu hoàn toàn có thể yên tâm, ta đi ra ngoài là vì muốn sống, chứ không phải sống đủ rồi nên muốn chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân cười nói, tiền bối, thế này đi, thư viện quan huyên của ta đang cần tìm một vài cung phụng, chịu uất ức để tiền bối làm một cung phụng ở thư viện quan huyên. Bình thường không cần làm gì, nhưng khi phải đánh nhau, tiền bối ra tay giúp đỡ là được, có được không? Ông lão lập tức gật đầu, được. Diệp Quân gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đang muốn sử dụng kiếm thanh huyên thì thù ấn đại đạo kia đột nhiên xuất hiện, sau đó thì biến mất. Ông lão trở lại tự do.
Diệp Quân. Ông lão cười khổ nhìn Diệp Quân. Ông ta bị tù ấn đại đạo này nhốt biết bao nhiêu năm, cả đời ông ta đều nghĩ đủ mọi cách chạy ra khỏi nơi này, nhưng cuối cùng vẫn phí công, mà bây giờ thiếu niên này chỉ ngẩng đầu nhìn lên, tù ấn đại đạo đã tự động tản đi, tan biến trong đất trời. Tâm trạng của ông lão rất xúc động và phức tạp. Sao chênh lệch giữa người với người lại lớn thế chứ? Diệp Quân chợt nói, tiền bối, ta muốn rèn luyện thân thể, thần tính và kiếm ý của mình, vì thế ta muốn đánh một trận với tiền bối, không biết tiền bối thấy sao? Nhưng ông lão lại lắc đầu, thần tính không phải rèn luyện bằng chiến đấu. Diệp Quân hơi nghi ngờ, không phải rèn luyện bằng chiến đấu. Ông lão gật đầu, đương nhiên rồi, đúng là liên tục chiến đấu có thể tăng cường thần tính của cậu, nhưng nếu cậu đạt tới thần tính hoàn mỹ thì chỉ có thể rèn luyện bằng thất tình lục dục, chỉ khi hiểu rõ thất tình lục dục, thần tính mới có thể hoàn mỹ được. Diệp Quân im lặng, thất tình lục dục, chẳng lẽ còn phải tìm thêm mấy cô vợ nữa à? Có phải, như thế không được ổn lắm không? Diệp Quân bật cười. Ông lão nói tiếp, Diệp Thiếu, bây giờ thần tính của cậu trông như đã chín phần, nhưng thật ra có rất nhiều khuyết điểm, vì phần nhân tính còn lại của cậu rất phức tạp, không thuần túy, hơn nữa còn rất do dự. Cậu muốn 10 phần thần tính, nhưng dường như đang kiêng dè nó, sợ không khống chế được nó, sau đó làm tổn thương người bên cạnh mình, đúng không? Nghe thấy lời ông lão nói, Diệp Quân rất ngạc nhiên, tiền bối, sao ông lại biết thế? Ông lão cười nói, cảm nhận được. Diệp Quân hơi nghi ngờ, cảm nhận được. Ông lão muốn nói lại thôi. Diệp Quân cất lời, tiền bối nói đi đừng ngại. Ông lão trầm giọng nói, Diệp Thiếu, cậu rất tài giỏi, hiếm có trên thế gian, chỉ nói về thiên phú, cậu đã là một trong 3 người kinh khủng nhất ta từng gặp rồi, nhưng cậu có 2 khuyết điểm chí mạng. Nói đến đây, ông ta ngừng lại, sau đó nhìn nét mặt của Diệp Quân. Diệp Quân cúi chào, cung kính nói, xin tiền bối chỉ bảo. Ông lão gật đầu, bây giờ mới nói thêm, một, cả nhân tính và thần tính của cậu đều không đủ thuần túy, không đủ thuần này này còn chưa đáng sợ, đáng sợ là lòng cầu đạo của cậu không đủ thuần túy, giống như lời ta vừa nói, cậu muốn theo đuổi thần tính hoàn mỹ, nhưng cậu lại sợ sau khi thần tính hoàn mỹ sẽ làm tổn thương người bên cạnh mình. Vì thế sâu trong lòng cậu vẫn luôn băn khoăn, tự dày vò mình, nhưng không biết rằng nó đã trở thành tâm ma. Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, tâm ma. Ông lão gật đầu, tâm ma bình tĩnh dễ phát hiện ra, nhưng có một vài tâm ma không thể nhận ra được, vì những tâm ma này chính là một mặt khác của nhân tính. Ví dụ như hèn nhát, tham lam, tự cao, bi quan, không có giới hạn, theo đuổi hoàn mỹ, dễ dàng tức giận vân vân, đây đều là mặt khác của nhân tính. Những cảm xúc tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta trong lúc vô tình, sau đó dần trở thành tâm ma điều khiển suy nghĩ của chúng ta. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, tâm ma của Diệp công tử là muốn theo đuổi hoàn mỹ, vừa muốn thần tính hoàn mỹ lại không muốn bản thân thay đổi, sợ làm hại đến người bên cạnh, khiến người muốn nhưng lại không dám làm hết mình. Nhưng Diệp công tử nên biết, một người có thể chiếm được lợi ích, nhưng không thể chiếm hết lợi ích, thế gian không có chuyện tốt đẹp như thế đâu. Rất nhiều lúc đều là có mất mới có được. Diệp Quân im lặng. Ông lão nói tiếp, thứ hai, thiếu sót của Diệp công tử là cuộc đời quá thuận lợi, không trải qua kiếp nạn lớn, kiếp nạn rèn rũa đạo tâm, chưa từng trải qua đại nạn khổ sợ thì đạo tâm sao có thể cứng rắn và thuần túy như bàn thạch được. Cũng giống như một viên ngọc, nếu không mài sao có thể thành trang sức. Hoặc là tượng Phật được thờ trong chùa, nếu không chịu nỗi khổ chạm trổ, sao nó có thể ngồi trong chùa để người đời bái lại chứ? Nói đến đây, ông ta hơi dừng lại, sau đó mới tiếp tục, Diệp công tử có thể nghĩ tới cuộc đời của mấy vị trưởng bối vô địch trong nhà. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn tiền bối giải thích nghi hoặc, ta hiểu rồi. Ông lão cười khẽ, không nói gì thêm, sở dĩ ông ta nói nhiều như vậy là vì muốn thể hiện thiện chí, cũng muốn thể hiện chút khả năng của mình để tránh đến chỗ Diệp Quân bị khinh thường. Tâm ma. Diệp Quân chợt bật cười, thật ra ta đã nhận ra vấn đề tâm ma này của mình rồi, nhưng vẫn luôn trốn tránh nó, không muốn đối mặt với nội tâm của mình. Vì thế nên vẫn luôn trì hoãn, muốn tìm một cách hoàn mỹ để giải quyết, nhưng cũng như lời tiền bối đã nói, sao ta có thể chiếm hết tất cả lợi ích trên thế gian được? Là ta hồ đồ rồi. Ông lão cười nói, thật ra tiểu hữu có thể đạt tới khai đạo, sau đó hẳn theo đuổi thần tính hoàn mỹ. Diệp Quân ngạc nhiên, vậy cũng được à?
Ông lão gật đầu, được chứ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì, hơn nữa sau khi khai đạo, nếu thần tính hoàn mỹ thì thực lực sẽ trở nên càng mạnh hơn. Và lại tiểu hữu cũng không quá kiêng dè với 10 phần thần tính, 10 phần thần tính không có nghĩa là con người vô tình vô nghĩa, chỉ là trong lòng chỉ biết đến đại đạo mà thôi. Cũng có cao thủ sau khi đạt tới 10 phần thần tính còn càng thể hiện tính cách của mình không chút kiêng nể, ví dụ như một người vốn háo sắc, sau khi đạt tới 10 phần thần tính sẽ càng háo sắc hơn, không kiềm chế một chút nào. Diệp Quân. Ông lão mỉm cười, 10 phần thần tính của mỗi người đều khác nhau, đương nhiên có thể chắc chắn một điều trong lòng người 10 phần thần tính là chỉ chú trọng đại đạo, vì đến cảnh giới đó ta cho một ví dụ không lịch sự lắm nhé, ví dụ như ở thế giới bình thường. Khi cậu có một số tiền nhất định, thì cô gái xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là một cái giá mà thôi. Mà chắc chắn là cậu sẽ không bị ràng buộc bởi một người phụ nữ. Sâu trong lòng cậu sẽ rất tỉnh táo, vì cậu biết chỉ cần cậu có tiền thì muốn cô gái thế nào cũng được. Diệp Quân im lặng. Ông lão cười nói, thật ra phụ nữ cũng thế, sau khi có một lượng tài sản nhất định, cô ta cũng sẽ không ngu đến mức yêu đương cả ngày, mỗi ngày một cậu em vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, sống vui vẻ. Nói đến đây, ông ta cười khẽ rồi nói tiếp, thật ra nói một cách đơn giản thì trong lòng người tu luyện đại đạo là trường sinh, trong lòng người bình thường đại đạo chính là tiền, kiếm tiền, người sáng suốt đều hiểu có tiền là có tất cả, ai cũng sẽ tốt bụng, không có tiền thì đừng nói người ngoài mà người bên cạnh đều là kẻ xấu, mọi thứ đều rất thực tế. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, không thể phản bác. Lúc này Tiểu Tháp chợt nói, ông già, ông sống sáng suốt như thế sao lại bị nhốt ở đây? Diệp Quân. Nụ cười trên mặt ông lão dần biến mất, một lúc lâu sau đó, ông ta khẽ thở dài, thật ra ta bị oan, ta vô tội. Diệp Quân. Tiểu Tháp. Nghe ông lão nói thế, Diệp Quân chợt hơi tò mò, bị oan ư. Ông lão gật đầu, lại thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, chuyện này kể ra thì buồn lắm. Người thực sự muốn nghịch thiên không phải ta, tuy thực lực của ta khi xưa cường đại. Nhưng ta chưa từng muốn nghịch thiên, đi ngược lại đại đạo. Người thực sự muốn nghịch thiên, đi ngược lại đại đạo là người ở trên ta. Diệp Quân ngạc nhiên, Lục Trọng Thiên. Ông lão gật đầu, đúng thế, ta và ông ta không cùng thời đại. Năm xưa khi ta xuyên qua vũ trụ thì chợt phát hiện có một hơi thở rất mạnh xuất hiện trong một vũ trụ. Vì tò mò và cũng rất tự tin nên ta bèn chạy tới xem. Nào ngờ người trên ta lại chiến đấu một mình với đại đạo hiện hữu. Vừa đánh vừa chửi, còn chửi cực kỳ khó nghe nữa. Nói tới đây, ông ta lắc đầu liên tục. Diệp Quân tò mò hỏi, rồi sao nữa? Ông lão đáp, sau đó ông ta đã bị trấn áp. Ta vốn định chạy nhưng không kịp nữa, vì thế ta cũng bị trấn áp ở đây luôn. Ta đúng là đáng thương, chỉ tới hóng hớt thôi mà lại suýt nữa bị giam cầm tới chết ở đây, ta thật sự oan uổng lắm. Nói tới đây, ông ta chợt trở nên vô cùng kích động. Suýt thì rơi lệ. Diệp Quân nhìn ông lão kích động căm phẫn, trong lòng cũng rất thương cảm, chỉ tới hóng chuyện thôi mà cũng bị giam cầm ở đây, đúng là rất oan uổng. Tiểu Tháp lên tiếng, ông không biết đường trình bày với đại đạo à? Nghe Tháp gia nói thế, ông lão lại càng buồn hơn, ta đã trình bày không biết mấy chục nghìn năm rồi. Đại đạo còn chẳng thèm để ý đến ta. Nói tới đây, ông ta khẽ thở dài, lắc đầu, người không thể hiểu được những người dân thường ở tầng lớp thấp muốn bảo vệ quyền lợi của mình khó khăn thế nào đâu. Tiểu Tháp. Diệp Quân. Ông lão đột nhiên cúi đầu thật sâu hành lễ với Diệp Quân, nếu hôm nay không gặp được Diệp Thiếu, có lẽ ta sẽ thật sự bị giam cầm đến chết ở nơi này. Ơn cứu giúp của Diệp Thiếu lớn như ơn của trời đất, không gì có thể báo đáp, sau này nếu Diệp Thiếu cần gì, lão hủ đều sẽ tuân theo. Diệp Quân cười khẽ, sau này thư viện vẫn cần tiền bối giúp đỡ nhiều, nếu được thì tiền bối có thể dạy mấy học sinh xuất sắc trong thư viện, để cho họ được thấy thế giới vũ trụ bên ngoài. Ông lão cười nhẹ, lão hủ cũng đang định tìm mấy đệ tử đây. Không phải ta nói khách sáo đâu, nhưng ta kinh nghiệm đầy mình về đạo thống thế này mà lại không được truyền dạy cho ai thì phí. Vì vậy, đến thư viện ta sẽ tìm mấy đệ tử giỏi. Hy vọng sau này ta cũng có một vị trí trong các đạo chính thống của chư thiên vạn giới. Diệp Quân gật đầu, thế thì tốt quá rồi. Nói rồi hắn lấy ra ba quả đạo linh đưa cho ông lão, tiền bối, thứ này có thể giúp ông mau chóng chữa lành vết thương đấy. Ông lão do dự một chút rồi nhận lấy quả đạo linh, đa tạ Diệp Thiếu.
Diệp Quân nói, ta vẫn chưa biết tên của tiền bối là gì. Ông lão đáp, mọi người đều gọi ta là Chăn Lão, Diệp Thiếu cũng gọi ta như vậy đi. Diệp Quân cười, Chăn Lão, chuyện của thư viện Quan Huyên đành nhờ ông nhé. Ông lão đáp ngay, chuyện ta nên làm mà. Diệp Quân chỉ tay, một quyển trục xuất hiện trước mặt Chăn Lão, trong này có địa chỉ của vũ trụ Quan Huyên, tiền bối đến đó có thể tìm thê tử Nạp Lan Ca của ta, cô ấy sẽ sắp xếp cho tiền bối. Chăn Lão nhận lấy quyển trục rồi nói, hẹn gặp lại Diệp Thiếu. Nói xong ông ta định rời đi. Diệp Quân chợt cười bảo, tiền bối chờ chút. Chăn Lão nhìn Diệp Quân, hắn chỉ vào nhẫn không gian trước mặt rồi cười, mong tiền bối nhận lấy. Chăn Lão do dự một chút rồi cất nhẫn không gian, chắp tay sau đó biến mất tại chỗ. Diệp Quân hít sâu một hơi rồi nói, tháp ra, so với cha và ông nội, có phải ta vô dụng lắm không? Tiểu tháp đáp, cũng không phải, có đôi khi ngươi không biết xấu hổ thì còn lợi hại hơn cả cha ngươi. Sắc mặt Diệp Quân lập tức tối sầm lại. Tiểu tháp lại nói, Chăn Lão nói có lý, nhưng ngươi phải hiểu, nóng vội không làm được chuyện gì cả, đừng nghĩ tới chuyện có thể lên trời ngay được. Năm xưa cha ngươi và ông nội ngươi đều phải trải qua muôn vàn gian khổ mới có được ngày hôm nay. Việc ngươi phải làm bây giờ là xác định mục tiêu, sau đó từng bước tiến tới mục tiêu này. Đừng nghĩ đến việc một bước lên trời luôn. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Tiểu tháp lại nói, ngươi thật sự định đến nền văn minh thiên hành à? Diệp Quân gật đầu, ta muốn đi xem thử, sao thế? Tiểu tháp đáp, theo như kinh nghiệm trước đây của ta khi đi theo cha ngươi thì ta cho ngươi một lời khuyên, ngủ ở nơi này một lát trước đi, à không đúng, là tu luyện nhiều hơn ở nơi này trước đã, sau khi nâng cao thực lực thì hãy tới nơi tiếp theo. Nếu không tới nơi tiếp theo, ngươi sẽ bị đánh rất thảm đấy. Diệp Quân. Tiểu tháp tiếp tục nói, ta nói nghiêm túc với ngươi đấy, với thực lực bây giờ của ngươi, đến nền văn minh thiên hành chắc chắn ngươi sẽ bị đánh khóc gọi mẹ. Hơn nữa vì nhất niệm, ngươi tới đó chắc chắn sẽ không được ai quý mà sẽ chỉ có mâu thuẫn thôi. Ngươi đã nghĩ ra cách giải quyết những mâu thuẫn này chưa? Diệp Quân im lặng. Tiểu tháp lại nói, trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn. Chuẩn bị tính toán trước. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ cho mỗi bước đi của mình trong tương lai, có thể sẽ gặp phải những vấn đề gì, có năng lực giải quyết những vấn đề ấy không? Nếu ngươi không có năng lực giải quyết những vấn đề này thì ngươi có còn đi nữa không? Diệp Quân khẽ gật đầu, đương nhiên ta đã từng nghĩ đến những vấn đề này, nhưng tháp gia à, ta không thể từ chối đến nền văn minh thiên hành được. Tiểu tháp hỏi, nhất niệm. Diệp Quân gật đầu, Tiểu tháp im lặng. Đương nhiên là nó có thể hiểu, điều này giống như chàng trai nghèo đến gặp cha vợ mẹ vợ trong thế tục, đúng thế, ngươi không thể vì bây giờ ngươi còn nghèo mà không đi gặp phụ huynh nhà gái được đúng không? Đây không phải vấn đề có thực lực hay không, mà nó là vấn đề về thái độ. Nếu Diệp Quân không cùng nhất niệm đến nền văn minh thiên hành thì đến lúc đó người phải gánh chịu hết mọi áp lực chính là nhất niệm. Tiểu tháp nói, thật ra cũng tốt. Tuy lần này đến nền văn minh thiên hành chắc chắn sẽ gặp khó khăn, nhưng nhìn từ một góc độ khác thì thật ra cũng không có gì. Diệp Quân hơi tò mò, góc độ nào? Tiểu tháp nói, đương nhiên chuyện hôn nhân do cha mẹ quyết định, ngươi và nhất niệm đến nền văn minh thiên hành, chuyện nhỏ có thể tự quyết được thì tự quyết, chuyện gì không làm được thì để cha mẹ nói. Nghĩ như vậy có phải áp lực đã biến mất ngay rồi không? Diệp Quân. Tiểu tháp cười, thật ra cha ngươi nói rất đúng, đời người quan trọng nhất là sống vui vẻ, có thể phấn đấu, có thể nỗ lực, nhưng đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực, người giống như ta không có áp lực. Diệp Quân lắc đầu cười, tháp ra, ngươi lạc quan thật đấy. Tiểu tháp nói, là do ta đã hiểu ra thôi. Hầy, ngươi không biết ban đầu khi ta đi theo ông nội ngươi, ngày ngày bị ông nội ngươi đưa đi tự nổ, cuộc sống trước đây quá gian khổ, bây giờ ta muốn được hưởng thụ. Được ra vẻ nhiều hơn nữa. Diệp Quân. Hắn không tán phét với tháp gia nữa mà đến Lục Trọng Thiên. Bên hồ có một người đàn ông trung niên đang câu cá, bất động như một pho tượng. Người đàn ông trung niên đắp trên người một chiếc chăn mỏng, bên cạnh đặt một quả dưa hấu. Ông ta nhắm hờ hai mắt như đang ngủ. Diệp Quân nhìn hồ nước, nước hồ rất trong, không có một con cá. Diệp Quân chậm rãi đi về phía người đàn ông trung niên, khi cách ông ta vài trượng, hắn khom người hành lễ tiền bối. Người đàn ông trung niên không nói gì,
như không nghe thấy. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi bảo, làm phiền rồi. Nói xong hắn quay người rời đi. Ông muốn ra vẻ, nhưng ta không có hứng chơi cùng ông. Chờ đã, chờ đã. Ngay khi Diệp Quân định đi thì người đàn ông trung niên chợt ngồi bật dậy, vội nói, Diệp công tử, chờ đã, chờ đã. Diệp Quân quay người lại nhìn ông ta, có việc gì à? Người đàn ông trung niên bước nhanh đến trước mặt Diệp Quân, cười gượng bảo, Diệp công tử, vừa nãy không phải ta cố ý phớt lờ Diệp công tử đâu, là do ta đang suy nghĩ một chuyện khác, nhất thời thất thần, không nghe thấy Diệp công tử gọi, cậu đừng để bụng nhé. Diệp Quân nói, tiền bối tên gì? Người đàn ông trung niên đáp, Trấn Ngục Đại Đế. Diệp Quân gật đầu, nghe danh đã lâu. Khóe miệng người đàn ông trung niên khẽ giật, ta đã bị giam ít nhất 100 triệu năm rồi mà ngươi còn nghe danh được hả? Tiểu tử này hơi khó đối phó đây. Người đàn ông trung niên gạt mọi suy nghĩ, cười nói, Diệp công tử, không giấu gì cậu, tại hạ cũng muốn nhờ Diệp công tử giúp đỡ. Diệp Quân trầm giọng, tiền bối, ta nghe Chăn lão nói khi xưa ông từng giao đấu cùng đại đạo hiện hữu à? Người đàn ông trung niên cười ngược, xưa rồi, đều đã là chuyện của quá khứ rồi. Không nhắc tới nữa, không nhắc tới nữa. Diệp Quân. Người đàn ông trung niên khẽ thở dài, đời người khó tránh khỏi phạm phải một số sai lầm, có những lỗi sai có thể phạm, nhưng có những lỗi sai tuyệt đối không thể phạm. Năm xưa ta cũng nhất thời hăng máu, không biết trời cao đất dày, luôn muốn chứng minh bản thân, muốn làm người độc nhất vô nhị. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, lại thở dài lần nữa, nói ra cũng chỉ toàn chuyện buồn. Diệp Quân hỏi, tiền bối là cảnh giới diệt đạo à? Người đàn ông trung niên lắc đầu, không phải, nhưng ta cũng được coi là bán bộ diệt đạo. Ây, ta làm lỡ cũng chính là ở chỗ này. Diệp Quân tò mò, là thế nào? Người đàn ông trung niên trầm giọng đáp, muốn đạt tới diệt đạo có hai cách. Thứ nhất là diệt đạo trong lòng mình, điều này khá đơn giản, nhưng khi xưa ta kiêu căng ngạo mạn, không muốn diệt đạo của mình mà muốn diệt đạo của người khác, diệt loại đạo mạnh nhất đã được biết đến. Vẻ mặt Diệp Quân cứng ngắc, ông già này đúng là lợi hại. Người đàn ông trung niên lắc đầu, kết quả là ta đã tự chui đầu vào chỗ chết. Nói rồi ông ta hơi cúi đầu trước Diệp Quân, Diệp Thiếu. Chỉ cần cậu chịu cứu ta ra ngoài, cậu muốn ta làm gì cũng được, ta thật sự không ở chỗ này nổi nữa rồi. Diệp Quân đột nhiên nói, ông có muốn đến nền văn minh thiên hành cùng ta không? Bởi vì lần này ta đến đó có thể sẽ gặp phải một số rắc rối, ta đang thiếu vệ sĩ. Người đàn ông trung niên im lặng một lúc rồi nói, Diệp Thiếu, nếu ta có thể đấu với nền văn minh thiên hành thì có còn bị nhốt ở đây nữa không? Diệp Quân. Người đàn ông trung niên cười khổ. Nói tiếp, Diệp Thiếu, nói thật ta cũng muốn đến nền văn minh thiên hành lắm, nhưng ta tự biết mình tới đâu, tuy ta ở cảnh giới bán bộ diệt đạo, thực lực cũng mạnh hơn bán bộ diệt đạo bình thường không ít, nhưng kiểu người như ta mà đến nền văn minh thiên hành chắc cũng chỉ bị đánh thảm hại thôi. Đừng nói là ta, cho dù là đại đạo hiện hữu đến nền văn minh thiên hành e rằng cũng chỉ là. Nói tới đây ông ta không dám nói tiếp nữa. Đại đạo hiện hữu sợ Diệp Thiếu chứ không sợ ông ta. Nếu ông ta lỡ lời, rất có khả năng sẽ chuốc lấy tai họa cho mình. Bị giam cầm nhiều năm, ông ta thấu hiểu sâu sắc đạo lý làm người nhất định phải khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn, không được khoe khoang thể hiện bừa bãi. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, là ta suy nghĩ chưa cặn kẽ. Như người đàn ông trung niên nói, dù là đại đạo hiện hữu đến nền văn minh thiên hành e rằng cũng chẳng là gì. Nghĩ tới đây, Diệp Quân không khỏi lắc đầu cười. Chuyến đi tới nền văn minh thiên hành lần này của hắn có lẽ sẽ khó khăn đây. Hay là cứ làm như lời tháp gia nói, ở lại đây tu luyện một thời gian rồi đến nền văn minh thiên hành sau. Dù sao bây giờ có đến thì chắc chắn cũng sẽ bị đánh thôi. Kiếm Thanh Huyên thêm tháp gia có thể hù được cường giả ở vũ trụ này, nhưng đến nền văn minh thiên hành thì chắc chắn không được hiệu quả như vậy. Người đàn ông trung niên chợt nói, Diệp Thiếu. Vì sao ác đạo minh lại muốn dồn cậu vào chỗ chết? Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, hắn nhìn người đàn ông trung niên, tiền bối biết ác đạo minh à? Người đàn ông trung niên gật đầu, biết, khi xưa vũ trụ của ta cũng từng bộc phát vũ trụ kiếp, vì thế ta đã tiếp xúc với họ rồi. Diệp Quân trầm giọng bảo, thời đại đó của tiền bối đã có ác đạo minh rồi à? Người đàn ông trung niên nói,
lịch sử tồn tại của họ có lẽ còn sớm hơn cả đại đạo hiện hữu đấy. Diệp Quân thẳng thốt, còn sớm hơn cả đại đạo hiện hữu ư? Người đàn ông trung niên gật đầu, phải, khi xưa bọn họ từng lôi kéo ta, nhưng khi ấy ta muốn đấu đơn với đại đạo hiện hữu nên không đồng ý. Nghĩ đến đây, ông ta chợt cảm thấy có vẻ mình bị giam cầm ở đây cũng không phải chuyện xấu, bởi vì nếu không bị giam ở đây, có lẽ ông ta sẽ gia nhập ác đạo minh, sau khi gia nhập ác đạo minh, cấp bậc chắc chắn sẽ không thấp, nói cách khác, có thể lần này ông ta cũng sẽ tham gia vào việc giết Diệp công tử này. Vừa nghĩ tới thực lực đáng gờm của người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo trắng, ông ta lại thấy sởn gai ốc. Ông ta đã chứng kiến toàn bộ trận chiến ngày hôm đó. Sau khi xem xong, ông ta chỉ có một suy nghĩ, mẹ nó, quá đỉnh. Diệp Quân đột nhiên tò mò hỏi, tiền bối từng tiếp xúc với vị điện chủ nào của ác đạo minh thế? Người đàn ông trung niên dẹp mọi suy nghĩ rồi bảo, nhị điện chủ ác đạo, cũng là một vị ác đạo. Diệp Quân hỏi, thực lực thế nào? Người đàn ông trung niên trầm giọng đáp, vô cùng thâm hậu. Diệp Quân lại hỏi, so với cô của ta thì sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, ta không biết, dù sao ta cũng không đánh lại. Diệp Quân gật đầu, không nói gì, vẻ mặt hơi nặng nề, hắn phát hiện hắn vẫn còn biết quá ít về ác đạo minh này. Mặc dù lần này ác đạo minh chịu tổn thất nặng nề, nhưng trực giác nói cho hắn biết sợ rằng bọn chúng sẽ không bỏ cuộc. Người đàn ông trung niên hơi tò mò, Diệp thiếu, vì sao bọn chúng lại muốn đánh chết cậu? Diệp Quân gác lại suy nghĩ, sau đó nói về vũ trụ kiếp của chân vũ trụ một lượt. Người đàn ông trung niên nghe xong, vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, mạnh thật, không ngờ lại có thể trấn áp được vũ trụ kiếp mãi như thế, quá khó tin. Nói đến đây, ông ta không khỏi nhìn Diệp Quân, chết tiệt, sao cả nhà cậu ai cũng kinh khủng vậy? Diệp Quân cười, tiền bối, thế này được không? Thư viện ta vẫn thiếu một vài cung phụng, tiền bối đến thư viện Quan Huyên làm cung phụng, không cần lâu đâu, 100 năm là được. Sau 100 năm, tiền bối có thể rời đi, cũng có thể ở lại, ngoài ra tiền bối còn cần chọn ra và dạy cho vài đệ tử của thư viện Quan Huyên nữa. Tiền bối thấy sao? Hiện tại thư viện Quan Huyên Giang thiếu nhất những cường giả hàng đầu như thế này, nếu những người này có thể gia nhập thư viện Quan Huyên thì dù chỉ làm cung phụng cũng giúp cho thư viện rất nhiều. Người đàn ông trung niên gật đầu, được. So với điều kiện đến nền văn minh thiên hành mà Diệp Quân nói lúc nãy thì độ khó của việc này không quá lớn. Đến nền văn minh thiên hành, ông ta thật sự không trụ nổi. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi ấy xuất hiện một tù ấn đại đạo. Sau đó chậm rãi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt người đàn ông trung niên không khỏi hiện lên vẻ phức tạp. Mẹ nó chứ. Đại đạo hiện hữu này đúng là biết nhìn mặt đặt cỗ. Lúc này, Diệp Quân lấy ra ba quả đạo linh đưa cho người đàn ông trung niên, tiền bối, thứ này có thể giúp ông mau chóng khôi phục cơ thể. Người đàn ông trung niên không từ chối, nhận lấy ba quả đạo linh rồi chắp tay, Diệp thiếu. Đại ân này không thể nói bằng lời cảm tạ, cậu yên tâm, chấn ngục ta không phải kẻ vô ơn, ta sẽ cố gắng làm việc ở thư viện Quan Huyên 100 năm, ta nói được làm được. Diệp Quân cười, đa tạ. Người đàn ông trung niên lại chắp tay, sau đó xoay người biến mất tại chỗ. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Diệp Quân đến trọng thiên thứ 7. Cả trọng thiên thứ 7 này là một tinh không tĩnh mịch. Không có gì hết. Diệp Quân chợt thấy khó hiểu. Mà vào lúc này, một tiếng bước chân vang lên sau lưng hắn. Diệp Quân hơi híp mắt lại, hắn từ từ quay người, cách đó không xa có một người đàn ông đang chậm rãi đi tới. Người đàn ông mặc trường bào rộng rãi, tóc dài ngang vai, tay phải cầm một bầu rượu hồ lô, tay trái cầm một thanh kiếm, toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Diệp Quân nhìn người đàn ông, chắp tay chào tiền bối. Người đàn ông chợt vung kiếm lên. Con người Diệp Quân co rụt lại, hắn phóng kiếm ý vô địch trong người ra. Kiếm ý vỡ tan. Diệp Quân bị hất văng ra cả mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quân cả kinh, vì hắn phát hiện kiếm ý của mình đã bị diệt sạch. Ở nơi xa, người đàn ông hỏi, kiếm ý này của ngươi là kiếm ý gì? Diệp Quân trầm giọng trả lời, kiếm ý vô địch. Người đàn ông cười khẩy, đã không có tâm vô địch rồi.
còn chẳng có ý vô địch thì làm sao xứng với hai từ, vô địch, được. Diệp Quân cúi đầu, mong tiền bối chỉ dạy. Nói xong kiếm ý xuất hiện trong tay hắn, hắn vung mạnh một cái. Nhất giới tuế nguyệt. Nhát kiếm này có thể chém được 30 vạn năm tuế nguyệt. Xa xa, người đàn ông chỉ vung một kiếm, sức mạnh tuế nguyệt bí ẩn đó đã biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, Diệp Quân ngẩn người ra đó, vẻ mặt sững sờ, kiếm đạo của người trước mặt thật đáng sợ. Người đàn ông nhấp một ngụm rượu rồi bảo, chỉ biết làm màu. Diệp Quân cung kính cúi đầu, mong tiền bối chỉ dạy. Người đàn ông lắc đầu, người nhà ngươi lợi hại hơn ta nhiều, không cần ta phải chỉ dạy, ta ra đây gặp ngươi chỉ là muốn xem thử kiếm đạo của ngươi thôi. Tiếc là, ngươi khiến ta rất thất vọng. Nói xong ông ta quay người rời đi. Diệp Quân bỗng gọi, tiền bối chờ đã. Người đàn ông dừng bước, quay lại nhìn Diệp Quân, có chuyện gì? Diệp Quân lại cúi đầu, mong tiền bối dạy cho ta. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Quân, xuất kiếm. Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Vụt! Trước mặt người đàn ông xuất hiện một luồng kiếm quang. Người đàn ông bất ngờ chém ra một nhát. Bùm! Diệp Quân thoáng chốc bị đẩy lùi mấy chục vạn trượng, mà hắn vừa dừng lại, một thanh kiếm đã chặn ngay trước trán. Thất bại hoàn toàn! Người đàn ông nhìn Diệp Quân chăm chú không nói lời nào, khí thế của ông ta đột nhiên giảm mạnh, trong nháy mắt, ông ta đã đạt tới cảnh giới 10 phần thần tính. Tự hạ cảnh giới. Người đàn ông lại nói, xuất kiếm. Nói xong, kiếm trước trán Diệp Quân về lại trong tay người đàn ông. Diệp Quân nhìn chằm chằm người đàn ông, tiến lên một bước rồi đột nhiên trước mặt người đàn ông xuất hiện một thanh kiếm ý. Diên trì nhất kiếm. Vẻ mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh như nước, ông ta chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, thanh kiếm ý ấy đã vỡ vụn, ngay sau đó trong mắt Diệp Quân chợt hiện lên một luồng kiếm quang. Thoáng chốc, một thanh kiếm đã phóng tới trước trán hắn. Mà gần như cùng lúc đó, sau lưng người đàn ông cũng xuất hiện một thanh kiếm ý, nhưng thanh kiếm ấy vẫn còn cách hót ông ta vài tấc. Chậm rồi. Diệp Quân im lặng. Người đàn ông cất kiếm rồi bảo, tốc độ chậm. Đi kêu gật đầu. Người đàn ông lại nói, có biết chậm bao nhiêu không? Diệp Quân chần chừ một chút rồi đáp, một chút xíu. Người đàn ông lắc đầu, chậm 1.8 vạn dặm. Diệp Quân sửng sốt. Người đàn ông uống một hớp rượu rồi nói tiếp, nhìn như chỉ chậm một chút nhưng thực ra kiếm của ngươi còn lâu mới khiến ta bị thương được. Khoảng cách này ngươi không thể cảm nhận được, là do thực lực hiện tại của ngươi còn kém ta quá xa, khoảng cách quá xa nên ngươi không thể nhìn thấy. Nói xong ông ta nhìn Diệp Quân, dùng kiếm mạnh nhất của ngươi đi. Diệp Quân hỏi, mạnh nhất? Người đàn ông gật đầu. Diệp Quân nắm chặt tay. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh huyết mạch tuôn trào trong cơ thể hắn, cùng lúc đó sau lưng hắn chợt xuất hiện một bức tượng thần hai huyết mạch, trong tay cầm một thanh kiếm màu đỏ máu, nhưng không phải kiếm Thanh Huyên. Bức tượng thần bất chợt giơ kiếm lên chém về phía người đàn ông. Khi kiếm hạ xuống, cả thời không đều trở nên hư ảo. Nhưng lúc này, người đàn ông lại phất tay áo. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên. Bùm! Pho tượng thần huyết mạch vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ rồi bay ra tứ phía, nhưng huyết mạch vẫn không bị tiêu diệt. Diệp Quân ngơ ngác đứng tại chỗ. Người đàn ông nhìn hắn, có biết vì sao lại như vậy không? Diệp Quân thành thật đáp, là do tiền bối quá mạnh. Người đàn ông cười, ngươi nói vậy có khác gì không nói không? Diệp Quân hơi cúi người, mong tiền bối dạy bảo. Người đàn ông uống một ngụm rượu nữa rồi nói, lý tưởng kiếm đạo của ta chưa chắc đã hợp với ngươi, nhưng ngươi có thể học hỏi tham khảo. Lý tưởng kiếm đạo của ta thuần khiết, tối đa, tốc độ tối đa, sức mạnh tối đa, ngoài ra không có bất kỳ ngoại lực nào nữa, một chữ thôi, thuần khiết. Diệp Quân lưỡng lự rồi sửa lại, hai chữ. Người đàn ông vung kiếm lên. Rầm. Diệp Quân bị hất văng ra cả vạn trượng, thịt trên vai bị chém rách. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, nói hay lắm. Diệp Quân. Người đàn ông chợt hỏi, có rượu không? Diệp Quân vội lấy bình rượu mang từ hệ Ngân Hà tới đưa cho người đàn ông. Rượu này hắn còn chưa uống, nhưng dù sao hắn cũng nghe nói đây là rượu hảo hạng nhất của hệ Ngân Hà, những người thích thể hiện đều thích nó.
Người đàn ông mở nắp bình ra ngửi sau đó hơi nhíu mày, sao rượu này lại có mùi tương thế nhỉ? Vị xì dầu. Diệp Quân cười nói, đây là điểm đặc sắc của loại rượu này, tiền bối nếm thử xem hương vị thế nào. Người đàn ông gật đầu, sau đó uống một ngụm, một lúc lâu sau đó, ông ta bật cười, tuy là rượu bình thường nhưng lại có hương vị đặc biệt, được đấy. Diệp Quân cười nói, tiền bối thích là tốt rồi. Người đàn ông uống một ngụm lớn, sau đó ông ta nhìn Diệp Quân, thả kiếm ý của ngươi ra xem. Diệp Quân vội thả một tia kiếm ý vô địch ra. Người đàn ông chắp ngón tay chỉ một cái. Kiếm quang chợt lóe lên. Ầm. Kiếm ý vô địch kia ầm ầm vỡ tan. Nét mặt Diệp Quân trở nên nặng nề, hắn nhìn về phía người đàn ông. Người đàn ông bình tĩnh nói, có biết vì sao kiếm ý của ngươi yếu ớt thế không? Diệp Quân trầm giọng đáp, ta quá yếu, tiền bối quá mạnh. Người đàn ông cười nói, ngươi vừa nói nhảm đấy. Diệp Quân. Người đàn ông đột nhiên mở lòng bàn tay, một tia kiếm ý bay ra từ trong lòng bàn tay ông ta, ngươi thử xem. Diệp Quân nhìn tia kiếm ý kia, lập tức rút kiếm chém một phát. Dùng hết toàn lực. Ầm. Sau một tiếng nổ, một tia kiếm quang bộc phát, nhưng kiếm ý của người đàn ông kia lại không chút tổn hao nào. Thấy cảnh này, Diệp Quân sa sầm mặt. Lòng tin không kiên định. Lúc này, người đàn ông ở phía xa cất lời, kiếm đạo của ngươi đã lập ý, nhưng ý này của ngươi không đủ kiên định, ý không kiên định, kiếm ý cũng không đủ thuần túy. Kiếm tu chúng ta có ba quá trình quan trọng, thứ nhất là quá trình chọn kiếm, lựa chọn kiếm, vì sao phải lựa chọn kiếm. Điều này rất quan trọng, chỉ có sự nhiệt tình và yêu thích chân chính mới có thể giúp chúng ta phấn đấu cả đời. Nói đến đây, ông ta uống một ngụm rượu, sau đó nói tiếp, thứ hai là lập ý là gì? Nói một cách đơn giản thì là lập ra một mục tiêu kiếm đạo, lập ý có lớn có nhỏ, nhưng không thể không có, nếu không có thì chẳng khác nào một cái xác biết đi, sống được ngày nào hay ngày đó, khó có được thành tựu. Dứt lời, ông ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân. Lập ý của ngươi là kiếm đạo vô địch, nhưng ta không cảm nhận được bất cứ sự vô địch nào trong kiếm ý của ngươi. Diệp Quân im lặng. Người đàn ông nói tiếp, thứ ba chính là lòng tin kiên định, con đường tu kiếm nguy hiểm khó lường, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm và kẻ thù. Trong quá trình đó, lòng tin của chúng ta sẽ khó tránh khỏi hơi dao động, thậm chí là tự mình chối bỏ, vì thế lòng tin kiên định rất quan trọng. Đương nhiên không phải tin tưởng mù quáng. Rất nhiều người luôn tự khen mình, không thèm cố gắng gì cả, nhưng vẫn tự lừa dối bản thân là mình rất cố gắng, rất liều mạng. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, cuộc đời ta đã gặp rất nhiều người như thế rồi, người khác lừa dối ngươi không đáng sợ nhất là ngươi tự lừa dối mình. Trong mắt Diệp Quân lóe lên cảm xúc phức tạp. Kiếm ý vô địch. Biết bao năm trôi qua, mình có còn vững lòng như lúc đầu không? Ban đầu hắn từng nói không tu kiếm thì thôi, một khi tu kiếm là phải vô địch. Đặt tay lên ngực tự hỏi, thật ra suy nghĩ này đã ngày càng phai nhạt rồi. Sau khi ra ngoài, ngày càng gặp nhiều cao thủ hơn, suy nghĩ vô địch cũng ngày càng phai nhạt. Nghĩ đến đây, Diệp Quân không khỏi cười châm chọc, thật ra rất nhiều lúc hắn cũng đang tự lừa dối mình, tâm lý là thứ cần phải suy xét và rèn luyện mọi lúc. Người đàn ông nói tiếp, kiếm ý của ngươi hữu hình. Nhưng vô hồn, nói một cách khác thì ngươi thiếu một loại tinh khí thần, tinh khí thể thể hiện sự sắc bén. Người trẻ tuổi nên có chí tiến thủ, phải nhiệt huyết, phải có khí phách hào hùng dám lật tung đất trời. Diệp Quân trầm giọng nói, nhưng con người có lẽ cũng phải biết sợ. Người đàn ông cười hỏi, hai điều này có gì mâu thuẫn à? Không hề mâu thuẫn, tinh khí thần ta nói không phải là bảo ngươi đi làm chuyện không có não, mà là khi gặp phải người không thể chống lại. Trong lòng ngươi nhất định phải có một suy nghĩ là bây giờ ta không bằng ngươi, nhưng sau này ta chắc chắn sẽ vượt qua ngươi, kiếm tu là phải dám nghĩ dám làm. Diệp Quân trầm tư. Người đàn ông nhìn hắn, sau đó cười nói, thật ra vấn đề lớn nhất của ngươi là lòng tin không đủ thuần túy, nếu lòng tin đủ thuần túy, thậm chí còn có thể dùng kiếm ý áp chế thần tính của bản thân, đạt tới đẳng cấp nhân tính và thần tính cùng tồn tại trong truyền thuyết. Diệp Quân vội hỏi, tiền bối là như thế sao? Người đàn ông lắc đầu, không phải. Diệp Quân. Người đàn ông uống cạn rượu, sau đó nói, kiên trì với lòng tin kiếm đạo không phải chuyện ngày một ngày hai, cần phải kiên trì mọi lúc,
hơn nữa phải liên tục cố gắng và phấn đấu vì nó, chỉ nghĩ thôi cũng vô dụng, nghĩ gì phải lập tức làm ngay. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Người đàn ông cười hỏi, hiểu thật à? Diệp Quân gật đầu, phải làm. Người đàn ông gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dường như nghĩ đến điều gì, người đàn ông đột nhiên dừng lại, sau đó nói, có thể giúp ta một chuyện không? Diệp Quân hỏi, chuyện gì thế? Nhưng người đàn ông chợt im lặng. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Người đàn ông đột nhiên duỗi tay ra, cho ta thêm một bình rượu nữa. Diệp Quân lấy một bình rượu ra đưa cho người đàn ông, sau khi mở, ông ta lập tức uống cạn một hơi. Diệp Quân chợt hỏi, tiền bối là cảnh giới diệt đạo sao? Người đàn ông lắc đầu, không phải. Diệp Quân sửng sốt, thế là khai đạo à? Người đàn ông lắc đầu một lần nữa. Cũng không phải, hả? Diệp Quân sửng sốt. Người đàn ông cười nói với Diệp Quân, thật ra ta chỉ có thực lực cảnh giới ách đạo, cao hơn ngươi một cảnh giới mà thôi. Diệp Quân nói với vẻ khó tin, sao có thể chứ? Người đàn ông cười to, có gì là không thể à? Diệp Quân cười khổ, ta thật sự thấy hơi khó tin, vì với thực lực của tiền bối, ta cảm thấy dù là cảnh giới diệt đạo cũng không bằng ngài được. Người đàn ông đáp, ta từng giao thủ với tam điện chủ ác đạo kia. Diệp Quân vội hỏi, kết quả thế nào? Người đàn ông bình tĩnh nói, cô ta không bằng ta. Nét mặt Diệp Quân thay đổi, thực lực tam điện chủ ác đạo kia kinh khủng đến mức nào? Có thể nói nếu không nhờ cô váy trắng và cha ra mặt, dù ung đế đột phá cũng chưa chắc thắng được cô ta. Nhưng đối phương lại không bằng tiền bối trước mặt, quan trọng nhất là tiền bối trước mặt chỉ có cảnh giới ách đạo. Người đàn ông nói tiếp, chỉ cần kiếm đạo đủ thuần túy, sức mạnh và tốc độ đạt mức tối đa, thật ra cảnh giới cũng không quá quan trọng, đương nhiên nếu ta đột phá đến khai đạo, kiểu như tam điện chủ ác đạo kia, ta chỉ cần 3 chiêu kiếm là có thể tiêu diệt. Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lại vô cùng tự tin. Diệp Quân trầm giọng nói, nâng cao cảnh giới cũng không phải chuyện gì khó với tiền bối đúng không? Người đàn ông lắc đầu, rất khó. Diệp Quân không hiểu. Người đàn ông nhẹ giọng nói, trong lòng có nỗi hổ thẹn, sao có thể không khó được? Trong lòng có nỗi hổ thẹn. Diệp Quân nhìn người đàn ông, xem ra những người bị nhốt ở đây đều có chuyện xưa. Người đàn ông chợt hỏi, đời này ngươi có chuyện gì khiến mình hổ thẹn không? Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, không có. Người đàn ông cười nói, hâm mộ ngươi quá. Diệp Quân hơi tò mò, không biết trong lòng tiền bối hổ thẹn vì điều gì. Người đàn ông không nói gì mà chỉ uống rượu. Diệp Quân cũng không hỏi lại. Chỉ im lặng lấy một ít rượu ra đặt trước mặt người đàn ông. Người đàn ông cũng không từ chối, uống một lát, ông ta chợt nói, ta thành thân rất sớm, đối tượng thành thân là thanh mai trúc mã của ta, cùng nhau trưởng thành. Sau đó ta muốn thành công nên hẹn bạn cùng ra ngoài lịch luyện, bạn ta gây ra họa lớn, ta vì giúp bạn chạy thoát mà bị một tông môn bắt nhốt hơn 10 năm. Nói đến đây, ông ta uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, sau đó khi ta trở về gia tộc, thê tử của ta đã sinh. Diệp Quân sửng sốt. Người đàn ông lại nói, cô ấy không phản bội ta, chỉ vì ta rời đi quá lâu, tất cả mọi người đều cho rằng ta đã chết, vì thế cô ấy bị một ca ca trong tộc ta phải lòng, sau đó cưỡng hiếp. Diệp Quân nhìn người đàn ông, sau đó hỏi, rồi sao nữa? Người đàn ông bình tĩnh đáp, ta đã tiêu diệt cả gia tộc của mình. Diệp Quân im lặng. Người đàn ông lại nói, ta là một người rất truyền thống, đặc biệt khi đó còn ảnh hưởng bởi tư tưởng nho giáo, vì thế ta vẫn luôn không thể đối mặt với thê tử của mình, ta biết đó không phải lỗi của cô ấy, nhưng lại không thể đối diện với cô ấy. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Quân, nếu là ngươi, ngươi có thể đối diện được không? Diệp Quân im lặng một lát rồi nói, cô ấy không sai. Người đàn ông gật đầu, ta biết cô ấy không sai, là ta sai. Ta không nên biến mất lâu như thế, là ta không bảo vệ tốt cho cô ấy. Nhưng khi đó ta còn quá trẻ, ta không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng. Vì thế sau khi thu xếp ổn thỏa cho cô ấy và đứa bé, ta bèn rời đi, cuối cùng một lòng tu kiếm, trong lòng không có chút vướng bận. Diệp Quân hơi thắc mắc, vậy tại sao tiền bối vẫn bị ràng buộc bởi chuyện này? Người đàn ông đáp, không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng. Diệp Quân im lặng. Người đàn ông nhẹ giọng nói,
dù ta đã thu xếp ổn thỏa cho cô ấy, còn luôn chăm sóc cô ấy, nhưng người biết chuyện khiến người ta tổn thương nhất trên đời này là gì không? Không phải những lời nói xấu xa mà là sự lạnh lùng, ta với cô ấy vốn gắn bó keo sơn, không giấu giếm nhau cái gì, nhưng sau đó, ta rất kính trọng, rất khách sáo với cô ấy. Nói đến đây, ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, ta từng đặt tay lên ngực tự hỏi, người biết nhân tính độc ác đến mức nào không? Một mặt tối tăm nhất trong nội tâm ta từng có suy nghĩ thế này, ta rất tức giận, vì sao cô ấy phải sinh đứa bé kia ra, vì sao cô ấy không dùng cái chết để giữ sự trong sạch, cô ấy nên dùng cái chết để giữ sự trong sạch. Nói đến đây, ông ta chợt bật cười, người xem, rõ ràng ta là người sai, nhưng ta lại yêu cầu cô ấy làm như thế, có phải rất xấu xa, có phải rất ích kỷ, có phải rất đáng ghét không? Diệp Quân khẽ thở dài không nói gì. Người đàn ông lại nói, bây giờ nghĩ lại, lúc trước ta sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy, giúp đỡ cô ấy, thật ra cũng không phải thật sự muốn tốt cho cô ấy, ta là đang trả thù, dùng một cách còn độc ác hơn những lời mắng chửi gấp trăm lần để trả thù cô ấy. Diệp Quân trầm giọng hỏi, tiền bối muốn ta làm gì? Hắn không bình luận chuyện này là đúng hay sai, hắn không trải qua chuyện của hai người, không có tư cách để đánh giá. Người đàn ông mở lòng bàn tay. Một miếng ngọc bội chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quân, bên trên có năm chữ cố chấp nắm chặt tay. Người đàn ông nói, đưa ngọc bội này cho cô ấy, nói là ta xin lỗi cô ấy. Ngay sau đó, một chiếc nhẫn không gian chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân, trong nhẫn không gian này ngoài tọa độ bản đồ vũ trụ kia của ta còn có truyền thừa kiếm đạo ta tích lũy cả đời, người giao nó cho cô ấy luôn. Diệp Quân chần chừ một lát rồi hỏi, tiền bối. Ngài bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Người đàn ông uống một hớp rượu, sau đó nói, yên tâm, ta chỉ mới đến đây chưa tới trăm năm mà thôi, hơn nữa cũng không phải ta bị giam, ta cũng giống như ngươi đến để vượt ải, người vốn bị nhốt ở đây đã bị ta chém chết rồi. Sau đó ta phát hiện liên tục có người đến khiêu chiến, vì thế bèn ở lại đây luôn, muốn thử thực lực của cao thủ cấp cao ở vũ trụ này, sau đó phát hiện đa số đều là mấy tên ngốc. Vì thế mấy năm qua ta luôn chiến đấu với đại đạo hiện hữu. Diệp Quân gật đầu, thì ra là thế. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua người đàn ông, hắn biết dù là bây giờ, tiền bối trước mắt vẫn không thể đối mặt với người phụ nữ kia. Đàn ông rất nhiều lúc là như thế, ta có thể nhận lỗi, nhưng ta chắc chắn sẽ không cúi đầu. Diệp Quân hỏi, tiền bối xưng hô thế nào ạ? Người đàn ông cười đáp, Diệp Tu Nhiên. Dứt lời. Ông ta chợt ngẩng đầu nhìn lên, cười to nói, đại đạo, đến đây, chúng ta đánh một trận cuối cùng. Ong! Một tiếng kiếm reo phóng lên cao, chỉ trong nháy mắt, tù ấn đại đạo phía chân trời đã ầm ầm vỡ tan. Vào khoảnh khắc tù ấn đại đạo vỡ tan, từ 9 tầng trời chợt có một quyền ấn đánh thẳng xuống. Tốc độ của quyền ấn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đánh lên kiếm khí của Diệp Tu Nhiên. Ầm! Kiếm khí kia của Diệp Tu Nhiên lập tức bị ép dừng lại. Lúc này, một thiếu niên xuất hiện ở chân trời, thiếu niên trông rất hiên ngang, tràn đầy khí thế. Thiếu niên cúi chào Diệp Tu Nhiên, tại hạ Trần Tuế Nguyệt, thay sư phụ chiến đấu với các hạ một trận. Thay sư phụ. Diệp Quân nhất thời hơi ngạc nhiên, sư phụ của thiếu niên này là đại đạo hiện hữu. Diệp Tu Nhiên cười nói, ta sẽ không nương tay đâu. Trần Tuế Nguyệt đáp, tiền bối thực lực hơn người, nhưng mấy năm gần đây ngài bị chúng đạo khiển, thực lực chỉ còn chưa đến 3 phần so với thời kỳ đỉnh cao, sư phụ của coi trọng người tài, nếu tiền bối muốn rời đi thì có thể đi bất cứ lúc nào, không cần thiết phải tự tìm đường chết. Diệp Tu Nhiên lắc đầu, ta đã không còn gì để vương vấn nữa, chỉ muốn hoàn thành trận chiến cuối cùng này thôi. Nghe thấy thế, Trần Tuế Nguyệt im lặng một lúc rồi gật đầu, vậy mời tiền bối ra tay. Diệp Tu Nhiên cười nói, ra tay đi. Dứt lời, ông ta chợt biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Trần Tuế Nguyệt ở chân trời tiến lên một bước, chỉ một bước đã khiến thời không trong thiên địa trở nên mơ hồ. Cố định thời gian. Lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Tu Nhiên rung động kịch liệt. Rắc. Thời không mơ hồ kia vỡ tan tành, thanh kiếm thoáng chốc đã di chuyển đến trước mặt Trần Tuế Nguyệt, nhưng nét mặt Trần Tuế Nguyệt không hề thay đổi. Hắn ta tiến lên một bước đấm tới. Ầm. Cú đấm khiến toàn bộ thất trọng thiên sụp đổ. Khu vực nơi hai người đứng xuất hiện một tuế nguyệt trường hà kỳ lạ,
mà Diệp Tu Nhiên đã bị Tuế Nguyệt Trường Hà đó bao vây. Lúc này, bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà có tiếng kiếm reo vang vọng. Ầm. Tuế Nguyệt Trường Hà vỡ tan, sau đó chợt có một tia kiếm quang lóe lên phía chân trời, chém thẳng vào Trần Tuế Nguyệt. Sắc mặt Trần Tuế Nguyệt không chút thay đổi, hắn ta nâng tay phải, sau đó trở tay đè một cái. Oanh! Trong thiên địa chợt xuất hiện một sức mạnh đáng sợ, sau đó chèn ép xuống như tinh hà. Ầm! Kiếm quang kia lập tức bị chấn áp. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lại có một tiếng kiếm reo vang vọng. Xoẹt! Trong thiên địa có sức mạnh gì đó bị xé rách, sắc bén chói tai, ngay sau đó, Trần Tuế Nguyệt kia liên tục lùi lại gần 10.000 trượng, vừa mới dừng lại, một tia kiếm khí đã chĩa thẳng vào giữa chân mày hắn ta. Tay phải đang siết chặt của Trần Tuế Nguyệt chậm rãi buông lỏng, sau đó hắn ta cúi thấp người với Diệp Tu Nhiên, cảm ơn tiền bối đã nương tay. Diệp Tu Nhiên cầm kiếm đứng nơi chân trời, ông ta nhìn chằm chằm Trần Tuế Nguyệt, cười to, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Dứt lời, ông ta nhìn xuống Diệp Quân bên dưới, lại nói, tiểu tử, ta rất chờ mong trận chiến tranh giành đại đạo của hai người các ngươi sau này, nhưng tiếc là ta không thể nhìn thấy được. Sau đó, ông ta cũng không quan tâm đến Trần Tuế Nguyệt nữa mà lập tức biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Tia kiếm này xông thẳng lên đến cửu trọng thiên. Chiêu kiếm vừa là tự tìm đường chết, cũng là muốn cầu đạo. Ông ta muốn gặp được đại đạo hiện hữu. Đạo đã từng bị người khác mở ra này. Nói đúng hơn là ông ta muốn thông qua đại đạo hiện hữu tiếp xúc với người đã mở ra đại đạo hiện hữu. Khi tia kiếm tiến vào cửu trọng thiên, trong thiên địa chợt xuất hiện một sức mạnh bí ẩn, trong nháy mắt, tia kiếm này bắt đầu bốc cháy. Ý chí đại đạo. Diệp Tu Nhiên đột nhiên cười to, những tia kiếm ý đáng sợ tuôn ra từ trong cơ thể ông ta tựa như thủy triều, sau đó tập trung vào thanh kiếm của ông ta. Kiếm thế dâng trào, lại phóng lên cao một lần nữa. Mà khi đến gần cánh cửa đá kia, một ngón tay hư ảo đột nhiên thò ra từ bên trong, sau đó chỉ xuống. Oanh! Thanh kiếm kia lập tức bị chấn áp, không thể nào di chuyển. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ trong cửa đá, lúc này nếu ngươi chém bỏ ràng buộc trong lòng sẽ có thể đạt tới diệt đạo, có lẽ kiếm có thể đến được chỗ cách ta 10 trượng. Chém bỏ ràng buộc trong lòng. Diệp Tu Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ nào đó trong quá khứ. Ràng buộc. Thật ra ràng buộc này đã trở thành bóng ma tâm lý của ông ta, chém bỏ nó, kiếm đạo của ông ta sẽ đạt đến một độ cao trước giờ chưa từng có. Khi đó dù là đạo khiển cũng không thể bám vào người ông ta nữa. Diệp Tu Nhiên đột nhiên bật cười, tiểu tử, giúp ta nói xin lỗi. Ta có lỗi với cô ấy. Dứt lời, ông ta biến thành một tia kiếm quang bay lên cao một lần nữa. Kiếm thế tiếp tục tăng vọt. Chẳng mấy chốc, kiếm quang do Diệp Tu Nhiên biến thành đã di chuyển đến trước cửa đá kia, nhưng khi còn cách cửa đá khoảng trăm trượng, cơ thể ông ta đột nhiên bốc cháy, sau đó từng chút biến thành cho bụi như giấy bị đốt cuối cùng chậm rãi tiêu tán trong gió. Hoàn toàn tan biến. Đến lúc chết. Ông ta vẫn không muốn bỏ đi ràng buộc trong lòng. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Diệp Quân nhìn về phía cửu trọng thiên, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm chậm rãi bay xuống từ phía chân trời, sau đó dừng lại vững vàng trong tay hắn, kiếm khẽ rung, phát ra tiếng thét gào. Diệp Quân nhìn thanh kiếm, trên chuôi kiếm có thắt một cái túi thơm, trên túi thơm có hai chữ Tu Nhiên. Diệp Quân nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm vẫn còn đang rung động với nét mặt phức tạp, một lúc lâu sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, Trần Tuế Nguyệt kia cũng đang nhìn hắn. Tranh giành đại đạo. Diệp Quân biết Diệp Tu Nhiên có ý gì. Có được đại đạo trước cũng đồng nghĩa là có được trật tự vũ trụ trước, mục tiêu cả đời này của hắn chính là lật đổ tất cả trật tự cũ. Mà người đàn ông tên Trần Tuế Nguyệt trước mắt là đệ tử của đại đạo hiện hữu. Như thế nghĩa là cuối cùng sẽ có ngày hắn phải chiến đấu một trận với đối phương. Trần Tuế Nguyệt chợt cất lời, Diệp công tử, ta sẽ đợi ngươi ở cửu trọng thiên, sư phụ nói thế hệ trẻ chúng ta chiến đấu công bằng, thế hệ trước không nhúng tay vào. Diệp Quân hỏi, nếu thế hệ trước nhúng tay vào thì sao? Trần Tuế Nguyệt đáp, sư phụ của ta nói vậy thì chúng ta sẽ chịu thua. Tiểu tháp. Diệp Quân cười nói, Trần huynh, thế này đi, 3 năm.
3 năm sau ta sẽ đến đây để chiến đấu với ngươi, chỉ có hai người chúng ta, chiến đấu công bằng. Trần Tuế Nguyệt mỉm cười nói, được. Diệp Quân gật đầu, tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trần Tuế Nguyệt nhìn xuống dưới một lúc lâu rồi cũng xoay người đi, trở lại trước cánh cửa đá ở Cửu Trọng Thiên. Trần Tuế Nguyệt trầm giọng nói, sư phụ, vì sao Diệp Tu Nhiên tiền bối kia không muốn chém bỏ ràng buộc trong lòng? Một giọng nói chợt vang lên từ trong cửa đá tình. Trần Tuế Nguyệt hỏi, vì sao không đoạn tình? Giọng nói già nua kia nhẹ giọng đáp, đấy là vì nhân tính, trên đời này có rất nhiều người xem trọng tình cảm còn hơn mạng sống của mình, còn có người thì coi thường tình cảm, cái nào cũng là một loại của nhân tính. Trần Tuế Nguyệt gật đầu, con hiểu rồi. Người kia nói tiếp, con là người sống theo đạo, vốn phải là tồn tại chói mắt nhất thời đại này, nhưng lại xuất hiện một người vừa sinh ra đã không ở trong đạo, hay. Trần Tuế Nguyệt cười hỏi, là Diệp công tử kia sao? Người kia đáp, phải. Trần Tuế Nguyệt cười khẽ, con đường đại đạo luôn phải có cạnh tranh, Diệp công tử kia có vạch xuất phát tốt hơn con, nhưng không phải vạch xuất phát của con cũng tốt hơn nhiều người rồi sao? Nếu con cảm thấy không công bằng, nghĩ theo một góc độ khác, sự ra đời của con cũng là không công bằng với người khác. Cho nên con cảm thấy cố gắng làm tốt chuyện của mình là được, về trận chiến tương lai với Diệp công tử, thắng thì tốt, nếu thua cũng là vì con không giỏi bằng người ta, không thể trách ai được, tiếp tục cố gắng thôi. Giọng nói trong cửa đá im lặng một lúc lâu mới cười lên tiếng thiện. Sau khi rời khỏi Thất Trọng Thiên, Diệp Quân đi ra ngoài, hắn lấy nhẫn không gian Diệp Tu Nhiên đưa cho mình ra, bên trong nhẫn không gian có rất nhiều của cải, còn có một quyển trục. Diệp Quân lấy quyển trục ra, sau đó nhẹ nhàng bóp vỡ nó, một tia sáng bay vào giữa chân mày hắn, ngay sau đó, một bản đồ vũ trụ xuất hiện trong đầu hắn. Một lúc sau, Diệp Quân lấy kiếm Thanh Huyên ra, biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí. Trong nháy mắt, Diệp Quân đã di chuyển qua không biết bao nhiêu tinh vực. Một hơi thở bí ẩn đột nhiên giam cầm lấy Diệp Quân đang xuyên qua thời không, Diệp Quân dừng lại. Lúc này, thời không phía xa đột nhiên rung động, sau đó có một ông lão chậm rãi bước ra. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân với vẻ đề phòng, các hạ là. Diệp Quân chắp tay, tại hạ đến đây để tìm một người, không có ác ý. Ông lão hỏi, không biết các hạ muốn tìm ai? Diệp Quân nhìn về phía sau lưng ông lão, sau đó hỏi, nơi này không cho người ngoài đi vào à? Ông lão vội lắc đầu, đương nhiên là không, chỉ là. Nói đến đây, lão ta nhìn thoáng qua Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân mở lòng bàn tay, một viên tinh thể vĩnh hằng xuất hiện trước mặt ông lão, xin ông châm trước cho. Thấy tinh thể vĩnh hằng, sắc mặt ông lão nhất thời thay đổi, lão ta vội cất tinh thể vĩnh hằng đi, sau đó nói, mời các hạ. Người có thể dễ dàng đưa tinh thể vĩnh hằng ra chắc chắn là người lão ta không thể động vào, lúc này còn không có mắt nhìn thì chính là tự tìm đường chết. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn. Nói xong, hắn biến thành một tia kiếm quang biến mất ở phía xa. Sau khi Diệp Quân biến mất, ông lão kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhìn tinh thể vĩnh hằng trong tay, trên mặt hiện lên ý cười, đây đúng là phát tài mà. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đi tới một tòa thành cổ, hắn đi tới một phủ đệ theo địa chỉ trên bản đồ. Phủ nhà họ Diệp. Diệp Quân tiến lên gõ cửa, cửa nhanh chóng mở ra, một cô gái mặc áo xanh xuất hiện trước mặt hắn. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng uyển chuyển, trong tay còn đang ôm một quyển cổ tịch. Cô gái nhìn Diệp Quân với vẻ ngạc nhiên, ngươi là. Diệp Quân chắp tay, cô nương, ta đến tìm một tiền bối tên là Lý Tú Doanh. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi tìm mẹ ta ư. Mẹ. Diệp Quân nhìn thoáng qua cô gái, gật nhẹ đầu, phải. Cô gái đang định đáp lời thì một giọng nói chợt vang lên từ sau lưng cô ta, cho cậu ấy vào đi. Cô gái áo xanh mở cửa, sau đó cất lời, mời vào. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn. Nói xong, hắn đi vào trong, dưới sự chỉ đường của cô gái áo xanh, sau đó đi qua sân nhỏ, Diệp Quân đi tới một tiểu điện, trong tiểu điện có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi thẳng người, dù năm tháng để lại chút dấu vết trên mặt bà ấy, nhưng chỉ khiến cho sự xinh đẹp của bà ấy có thể một cảm giác khác. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân lấy một miếng ngọc bội ra,
Khi thấy miếng ngọc bội này, người phụ nữ lập tức nói, Thanh Hàn, con ra ngoài đi. Cô gái áo xanh khó hiểu, mẹ. Người phụ nữ lặp lại lần nữa, đi ra ngoài. Trong giọng nói đã chứa đựng chút tức giận. Cô gái cảm thấy rất khó hiểu, nhưng không dám cãi lời, cô ta tò mò nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó xoay người rời đi. Sau khi cô gái rời đi, trong điện chỉ còn lại Diệp Quân và người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, ngươi là gì của ông ta? Diệp Quân đáp, tiền bối từng chỉ dạy kiếm đạo cho ta. Người phụ nữ lại hỏi, ông ta bảo ngươi đến à? Diệp Quân gật đầu, phải. Người phụ nữ nói, đến để làm gì? Diệp Quân đáp, tiền bối bảo ta chuyển lời cho bà, ông ấy nói là ông ấy sai rồi, ông ấy có lỗi với bà. Nét mặt người phụ nữ không có chút cảm xúc, chỉ thế thôi à? Diệp Quân lấy một chiếc nhẫn không gian và kiếm ra, đặt trên bàn bên cạnh người phụ nữ cùng với ngọc bội, sau đó nói, đây là những thứ tiền bối bảo ta đưa cho bà. Người phụ nữ vẫn rất lạnh nhạt, vì sao ông ta không tự mình đến đây? Diệp Quân chần chừ một lát rồi nói, tiền bối đã chết rồi. Người phụ nữ xinh đẹp lập tức ngây người. Một lúc lâu sau đó, bà ấy mới gật đầu, ta biết rồi. Diệp Quân nhìn thoáng qua bà ấy, sau đó xoay người rời đi. Đợi đã. Người phụ nữ đột nhiên hỏi, công tử xưng hô thế nào? Diệp Quân dừng bước, sau đó xoay người nhìn bà ấy, Diệp Quân. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, ta có một yêu cầu quá đáng, xin công tử đồng ý, nếu công tử đồng ý, tất cả mọi thứ ông ta để lại đều thuộc về ngươi. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó đáp, tiền bối đừng nghĩ nhiều, nếu ta có lòng tham thì sẽ không đưa thứ này đến đây. Hắn biết người phụ nữ trước mắt cố tình dò xét mình. Người phụ nữ nói, vậy là ta lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Dứt lời, bà ấy đứng dậy muốn hành lễ, nhưng lại bị một luồng kiếm ý dịu dàng ngăn cản. Diệp Quân cất lời, phu nhân không cần làm thế, ta được Diệp tiền bối chỉ, thu hoạch rất nhiều, phu nhân có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần trong khả năng cho phép, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Người phụ nữ gật đầu, Thanh Hàn chưa trải sự đời lại muốn ra ngoài lịch luyện, ta thật sự không yên tâm, mong sau này công tử có thể trông nom con bé. Diệp Quân gật đầu, không thành vấn đề. Người phụ nữ cúi người hành lễ, đa tạ. Sau đó, bà ta đưa nhẫn không gian và kiếm của Diệp Thu Nhiên cho Diệp Quân, nhờ cậu đưa những thứ này cho Thanh Hàn. Cho cô gái kia. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, phu nhân. Diệp tiền bối bảo ta đưa nó cho bà, chứ không phải đưa cho người khác. Hắn biết Diệp Tu Nhiên tiền bối vẫn còn tình cảm với người phụ nữ trước mắt, nhưng chắc chắn không có tình cảm gì với cô gái áo xanh bên ngoài. Dù sao cũng không phải ruột thịt của mình. Người phụ nữ xinh đẹp im lặng không nói một lời, cúi thấp đầu. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, thôi được. Dứt lời, hắn cầm lấy thanh kiếm của Diệp Tu Nhiên và nhẫn không gian, xoay người rời đi. Người phụ nữ ở phía sau cất lời, cảm ơn. Diệp Quân cầm kiếm và nhẫn không gian đi ra ngoài, vừa nhìn thấy cô gái áo xanh, kiếm của Diệp Tu Nhiên đột nhiên khẽ rung. Sau đó, nó bay thẳng đến trước mặt cô gái áo xanh, liên tục xoay tròn quanh cô ta, vô cùng thân thiết. Thấy cảnh này, Diệp Quân ngây người, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, con người hắn chợt co lại, hắn vòng trở về tiểu điện kia. Người phụ nữ xinh đẹp trên ghế đã không còn hơi thở. Trong tay bà ấy nắm chặt hai miếng ngọc bội. Một miếng là, cố chấp nắm chặt tay. Một miếng là, mãi bên nhau đến già. Khi cô gái áo xanh đi vào nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cô ta thoáng chốc thay đổi. Cô ta vội vàng đi tới trước mặt người phụ nữ. Khi chắc chắn thần hồn của người phụ nữ đã tan biến, sắc mặt cô ta thoáng chốc trở nên tái mét, run rẩy nói, mẹ. Như nghĩ đến điều gì, cô ta chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Quân. Giận dữ nói, ngươi đã làm gì mẹ ta? Diệp Quân biết cô ta hiểu lầm, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào, lúc này hắn chợt thấy trên bàn sách có một bức thư, hắn vội nói, cô nương, trên bàn có một bức thư, có lẽ là để lại cho cô. Thư. Cô gái áo xanh vội quay đầu nhìn về phía bàn, cô ta cầm thư lên mở ra xem, dần dần, sắc mặt cô ta trở nên cực kỳ khó coi, sau đó, cô ta bất chợt rơi nước mắt. Một lúc sau, cô gái áo xanh ngồi sụi lơ trên ghế, đôi mắt vô hồn, lẩm bẩm, tại sao, tại sao?
Diệp Quân khẽ thở dài, vì hắn đã nhìn thấy nội dung trong bức thư, hắn cũng đoán không sai. Cô gái đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, ông ta chết rồi à? Diệp Quân gật đầu. Cô gái áo xanh gật nhẹ đầu, chết hay đấy. Dứt lời, cô ta đứng dậy ôm lấy thi thể người phụ nữ, sau đó đi về phía xa. Diệp Quân thoáng chần chừ rồi đuổi theo. Sau núi, cô gái áo xanh chôn cất thi thể của người phụ nữ xong thì cứ quỳ trước mộ mãi như thế, không nói một lời, còn bội kiếm của Đường Thiếu Khanh thì vẫn luôn đi theo cô ta, nhưng cô ta lại không thèm quan tâm đến nói, điều này khiến thanh kiếm kia cực kỳ nôn nóng, nó liên tục phát ra tiếng kiếm reo. Cô gái áo xanh quỳ trước mộ từ sáng đến trạng vạng tối, trong khoảng thời gian đó, cô ta chưa từng nói một lời. Trời ngày càng tối hơn, còn đổ mưa. Diệp Quân đứng bên cạnh cô gái, vì kiếm ý ngăn cách nên họ cũng không bị ướt mưa. Lúc này, cô gái đột nhiên đứng dậy, cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân cất lời, Diệp cô nương. Cô gái áo xanh dừng bước. Diệp Quân đi tới trước mặt cô ta, đưa nhẫn không gian cho cô ta, đây là thứ mẹ cô bảo ta đưa cho cô. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, tại sao ngươi phải đến tìm chúng ta chứ? Diệp Quân nói, xin lỗi, ta không biết sự việc sẽ trở thành thế này. Hắn thật sự không ngờ người phụ nữ xinh đẹp lại chọn tự kết liễu đời mình, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ trở thành thế này, hắn đã không xuất hiện để gặp hai người mà sẽ đưa đồ của tiền bối Diệp Tu Nhiên cho hai người bằng một cách nào đó, sau đó lặng lẽ rời đi. Cô gái áo xanh chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt liên tục tuôn rơi. Diệp Quân đặt nhẫn không gian vào tay cô gái, sau đó nói, Thanh Hàn cô nương, ta biết cô thấy hận, nếu là ta thì ta cũng sẽ hận, ta có thể hiểu. Cô gái chợt cười thê lương, người biết ông ta ích kỷ đến mức nào không? Ông ta vốn có thể không đến làm phiền mẹ ta nữa, nhưng ông ta lại cứ. Diệp Quân ngắt lời cô ta, có lẽ mấy năm qua, mẹ cô vẫn luôn đợi một câu xin lỗi của ông ấy. Cô gái im lặng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Diệp Quân khẽ thở dài. Nếu người phụ nữ kia thật sự không yêu không hận thì sẽ không làm ra lựa chọn như thế, mấy năm qua đối phương vẫn luôn chờ đợi, đợi một câu xin lỗi của Diệp Tu Nhiên tiền bối, mà sau khi đợi được rồi, có lẽ trong lòng bà ấy cũng xem như được giải thoát. Diệp Quân nhìn cô gái trước mắt với nét mặt phức tạp. Chuyện này đã xong, hắn cũng không muốn nhiều lời để phiền lòng thêm. Diệp Quân lại nói, Thanh Hàn cô nương, ta có một thư viện. Nếu cô muốn ta có thể cho người dẫn cô đến thư viện của ta, ở nơi đó, cô còn có một chốn yên thân. Còn nếu cô không muốn, mấy thứ trong nhẫn không gian của cô cũng đủ để cô trở thành cao thủ nhất đẳng trên thế gian rồi, cô tự chọn đi. Cô gái lắc đầu, ta muốn ở lại nơi này. Diệp Quân gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, một lá bùa truyền âm xuất hiện trước mặt cô gái, sau này nếu cô gặp phải nguy hiểm không thể chống lại thì có thể dùng thứ này liên hệ với ta. Cô gái nhìn Diệp Quân, cảm ơn. Diệp Quân gật đầu, hắn không nói gì thêm, xoay người biến thành một tia kiếm quang bay lên cao, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối tinh hà. Ở vị trí ban đầu, cô gái áo xanh nhìn thanh kiếm vẫn đang rung lên trước mặt, sau một hồi im lặng, cô ta đột nhiên giơ tay cầm lấy nó. Ong! Một tiếng kiếm reo vang vọng khắp đất trời. Diệp Quân cũng không trở về Đăng Thiên Vực luôn mà đi đến Đại Chu. Bây giờ Đại Chu đã bắt đầu kết nối toàn diện với Thư viện Quan Huyên, không chỉ thế mà trận pháp dịch chuyển giữa hai vũ trụ cũng đã thành lập, bây giờ đi lại giữa hai nơi chỉ mất khoảng một ngày. Còn Thư viện Quan Huyên, sau khi có mấy cao thủ trong Đăng Thiên Vực gia nhập, thực lực cũng đã tăng cường rất nhiều, dù cao thủ tầm trung vẫn chưa đủ, nhưng cao thủ cấp cao của Thư viện Quan Huyên đã không thua kém bất cứ một nền văn minh vũ trụ cấp 4 nào nữa rồi. Trong một vườn hoa, Diệp Quân và Chu Phạn chậm rãi bước đi, xung quanh có vô số hoa cỏ tranh nhau đua nở, đẹp không thể tả. Chu Phạn đột nhiên nhẹ giọng hỏi, huynh phải đi rồi à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Chu Phạn quay đầu nhìn Diệp Quân, khi nào trở lại? Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không thể chắc chắn được. Nét mặt Chu Phạn trở nên u ám. Diệp Quân kéo tay Chu Phạn. Sau đó nhẹ giọng nói, ta nghe nói Đại Chu đã bắt đầu phổ biến Quan Huyên Pháp rồi à? Chu Phạn gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hỏi, hiệu quả thế nào? Chu Phạn cười đáp, lúc đầu đương nhiên không thuận lợi cho lắm,
nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Diệp Quân gật đầu, mấy năm gần đây, thư viện Quan Huyên phát triển rất nhanh, điều này khiến ta hơi lo lắng. Chu Phạn gật đầu, nội bộ thư viện bây giờ đúng là có rất nhiều tai họa ngầm, ví dụ như thế lực các nơi rắc rối phức tạp, muốn để các thế lực này hoàn toàn hòa nhập với thư viện Quan Huyên thì cần phải có thời gian, hơn nữa trong thư viện bây giờ đã bắt đầu có thế lực kết bè kết phái rồi. Nói đến đâu, cô ta nhìn Diệp Quân, huynh phải tranh thủ thời gian trở về chỉnh đốn thư viện mới được. Diệp Quân gật đầu, Chu Phạn nói tiếp, ta có một ý kiến, huynh nghe thử xem có được không? Diệp Quân cười đáp, muội nói đi. Chu Phạn gật đầu, sau đó nói, vũ trụ rộng lớn, có quá nhiều thế lực, nếu tập trung tất cả thế lực với nhau chắc chắn sẽ có tai họa. Hơn nữa thực lực của các thế lực ở các vũ trụ chênh lệch quá lớn, ở cùng với nhau, những thế lực nhỏ kia hoàn toàn không có khả năng phát triển. Vì sinh tồn, bọn họ cũng chỉ có thể phụ thuộc vào một vài thế lực mạnh, như thế sau này nội bộ thư viện sẽ xuất hiện rất nhiều nhóm nhỏ. Nói đến đây, cô ta dừng lại một lát mới tiếp tục, ý kiến của ta là chia khu vực quản lý. Diệp Quân dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Phạn, chia khu vực quản lý. Chu Phạn gật đầu, giống như một quốc gia, có thôn, trấn, huyện, thành phố, thật ra cũng chỉ có thể như thế, nếu không phân chia khu vực, thế lực lớn mạnh ở chung với thế lực nhỏ yếu là rất bất công với thế lực nhỏ yếu. Cũng như bây giờ, nếu Đại Chu ta rời đến thư viện Quan Huyên, có mấy thế lực có thể chống lại Đại Chu ta chứ? Diệp Quân im lặng. Chu Phạn nói tiếp, chia khu vực quản lý có thể tránh được rất nhiều vấn đề, cũng có thể giảm bớt hiện tượng nội bộ chia bè chia phái. Đương nhiên tất cả vẫn phải xem thư viện là chính, thư viện là cầu nối giữa các vũ trụ. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, như thế thật sự có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức, cũng khá phù hợp cho thế lực phát triển, nhưng việc quản lý. Chu Phạn cười nói, sẽ không phiền phức đâu, vũ trụ rộng lớn, chỉ cần mỗi thế lực trông chừng kỹ vùng đất của mình thì sẽ không có quá nhiều vấn đề, nếu một thế lực nào đó muốn phát triển hơn thì chỉ có thể cố gắng. Sau khi thực lực của bọn họ đạt tới một trình độ nhất định, địa vị của vũ trụ bọn họ đương nhiên cũng sẽ được nâng lên. Dĩ nhiên bây giờ chúng ta chỉ đang nói theo lý thuyết, sau này có rất nhiều chi tiết có thể chậm rãi cải thiện, nếu huynh cảm thấy ổn thì ta có thể lo liệu chuyện này, đương nhiên cần phải có quyền của huynh. Dù bây giờ cô ta là phụ nữ của Diệp Quân, nhưng thật ra cô ta không có quyền lực quản lý thư viện Quan Huyên. Diệp Quân cười nói, bắt đầu từ bây giờ, muội sẽ là một thành viên của nội các. Nội các, tổ chức quyền lực tối cao của thư viện Quan Huyên. Chu Phạn mỉm cười nói, được. Diệp Quân lại nói, chuyện này hoàn toàn có khả năng, cũng phù hợp với phương hướng phát triển của thư viện chúng ta bây giờ. Muội có thể đi đến thư viện Quan Huyên thương lượng với tiểu ca và mấy người gì lý. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, cười nói, huynh bảo ta đi đến thư viện Quan Huyên, không sợ nội bộ lục đục à. Diệp Quân khẽ mỉm cười không nói gì, chỉ kéo cô ta đi về phía xa, vũ trụ rất rộng lớn, thư viện muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ không phải một chuyện nhỏ, điều ta lo lắng là chính sách bên trên tốt, nhưng đến bên dưới lại hoàn toàn biến chất. Chu Phạn mỉm cười. Huynh không cần lo lắng những chuyện vụn vặt này, để chúng ta xử lý, bước đầu tiên của chúng ta bây giờ là thống nhất tất cả thế lực của nền văn minh dưới nền văn minh vũ trụ cấp 5. Chỉ cần thư viện đủ lớn mạnh, cho nhiều lợi ích, những thế lực kia sẽ tự động gia nhập. Cho nên thư viện là nòng cốt nhất, lần này sau khi đến thư viện Quan Huyên, ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với thê tử của huynh, chúng ta phải không ngừng cải tiến mô hình của thư viện, để thư viện Quan Huyên trở thành thánh địa của người tu luyện toàn vũ trụ. Diệp Quân đột nhiên nói khẽ, muội cũng là thê tử của ta. Chu Phạn liếc Diệp Quân, ba hoa. Tuy nói thế, nhưng trong lòng cô ta rất vui vẻ, trong mắt hiện lên ý cười và sự vui mừng, xinh đẹp động lòng người. Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Chu Phạn. Chu Phạn hơi tò mò, đây là... Diệp Quân nói, bên trong có một gốc tiên đạo thụ, trên cây đã có hơn 100 quả đạo linh. Ngoài ra còn có một ít tinh thể vĩnh hằng và tổ mạch, muội muốn làm việc, không có tiền sao mà làm. Ngoài ra còn có hai quyển công pháp, một quyển là Vũ trụ Quan Huyên pháp, một quyển là Chiêu võ kinh của Chiêu võ đạo đế, đều là công pháp tu luyện không tệ. Muội giữ Vũ trụ Quan Huyên pháp lại tu luyện, đây là do mẹ ta sáng chế ra, tốt hơn Chiêu võ kinh kia rất nhiều. Chu Phạn đột nhiên ôm lấy Diệp Quân,
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã cảm nhận được sự ẩm ướt và mềm mại. Một lúc lâu sau, đôi môi rời đi. Chu Phạn đột nhiên kề sát vào tai Diệp Quân, sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói, mạnh vào. A. À. Trong thế giới bị kiếm vực ngăn cách, có hai người đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Người đàn ông nổi gân xanh, nhưng không phải ở cánh tay. Cô gái bị đánh đến mức quỳ hai chân xuống đất, nhưng không phải đang cầu xin tha thứ. Trận chiến này diễn ra rất lâu, mãi đến khi hai người đều kiệt sức mới dừng lại. Mấy ngày sau, Diệp Quân rời khỏi Đại Chu. Chu Phạn mặc váy phượng màu vàng nhạt đứng trên tường thành Đại Chu, cô ta nhìn kiếm quang dần biến mất nơi chân trời, một lúc lâu sau đó vẫn không nói một lời. Diệp Quân trở về Đăng Thiên vực lần nữa, lần này hắn đi thẳng đến Bát Trọng Thiên. Nhưng vừa mới tiến vào đã thấy nơi này trống không. Bên trong Bát Trọng Thiên không có gì cả. Diệp Quân tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ. Vì thế Diệp Quân lại đi tới Cửu Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên cũng không khác gì. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn cánh cửa đá phía chân trời, tiền bối. Một lúc lâu sau đó, có giọng nói truyền ra từ bên trong, có chuyện gì? Diệp Quân tò mò hỏi, tại sao Bát Trọng Thiên lại không có ai cả? Giọng nói kia đáp, đã đi rồi. Diệp Quân lại hỏi, vậy Cửu Trọng Thiên thì sao? Giọng nói kia nói, cũng đi rồi. Diệp Quân im lặng. Giọng nói kia lại nói, người muốn đến đây để rèn luyện à? Diệp Quân gật đầu, hắn vẫn muốn nâng cao thực lực của mình trước rồi mới đi tới nền văn minh thiên hành, tránh lúc đến đó sẽ bị bắt nạt. Giọng nói kia nói, thực lực vị cao thủ của Bát Trọng Thiên và Cửu Trọng Thiên vượt xa ngươi, ngươi tìm bọn họ để rèn luyện không có chút ý nghĩa nào cả, nếu ngươi thật sự muốn nâng cao thực lực của mình thì có thể đi tới địa ngục A tìm một chuyến. Diệp Quân nhất thời hơi tò mò, tiền bối, địa ngục A tì này là nơi nào? Giọng nói kia đáp, nơi đó từng là một vùng đất trật tự luân hồi, dù bây giờ đã không lớn bằng lúc trước nhưng chiến trường địa ngục ở nơi đó rất phù hợp để lịch luyện. Diệp Quân lại hỏi, tiền bối, vì sao địa ngục A tì này lại xa xút thế? Giọng nói kia giải thích, có người muốn thành lập trật tự mới, đương nhiên trật tự này sẽ ngày càng đi xuống, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường à? Nét mặt Diệp Quân cứng đờ, tiền bối, chuyện này chắc không liên quan đến ta đâu nhỉ? Ta chỉ mới ra đời 20 mấy năm mà thôi. Giọng nói kia đáp, có lẽ là liên quan đến cha của ngươi. Diệp Quân. Giọng nói kia nói tiếp, nói một cách công bằng thì dù không có nhà ngươi, trật tự cổ xưa này cũng sắp không duy trì nổi nữa. Diệp Quân thắc mắc, tại sao? Giọng nói kia giải thích, người không phục tùng trong nội bộ ngày càng nhiều, bên ngoài còn có nền văn minh thiên hành, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, hầy. Diệp Quân trầm giọng hỏi, tiền bối, ngài cũng không thắng được nền văn minh thiên hành ư? Giọng nói kia đáp, không thắng được. Diệp Quân xa sầm mặt. Chết tiệt. Nếu hắn cứ thế này đi tới nền văn minh thiên hành, dưới tình huống không gọi người thì chẳng phải sẽ bị đánh thành chó à? Diệp Quân lại nói, tiền bối, có thể nói cho ta biết về các thế lực lớn của vũ trụ trước mắt không? Ta không rõ lắm. Giọng nói kia im lặng một lát rồi nói, vũ trụ hiện hữu của chúng ta có 4 thế lực ngươi cần đề phòng. Đầu tiên là thế lực đại diện trật tự cũ, cũng chính là ta đại diện một bên thế lực. Thứ hai là địa ngục A Tì, trong 18 tầng địa ngục ở nơi đó nhốt một vài cao thủ đến từ thời đại của ta, có một vài người trong bọn họ còn mạnh hơn cả Tam Điện Chủ Ác Đạo và Diệp Tu Nhiên kia. Nói đến đây, nó im lặng một lúc rồi mới tiếp tục, thứ ba là Ly Hận Thiên, một vài cựu thần đến từ thời đại của ta đang ở trong đó, những cựu thần kia cũng có thực lực rất mạnh, đặc biệt là người đứng đầu cựu thần, ông ta từng là đệ tử của chủ nhân ta, là người có thiên phú đáng sợ nhất trong các cựu thần. Cũng là người có thực lực mạnh nhất. Diệp Quân chợt nói với giọng điệu ngạc nhiên, tiền bối, chủ nhân của ngài. Giọng nói kia nói, ta là đại đạo được khai phá ra, đương nhiên phải có chủ nhân rồi. Diệp Quân nhất thời vô cùng tò mò, tiền bối, trước khi chủ nhân của ngài khai phá ra ngài, thế giới này đang theo đạo gì? Giọng nói kia đáp, cựu đạo, khi đó vũ trụ này rất hỗn loạn, cựu đạo ra đời, chủ nhân của ta đánh bại cựu đạo. Sau đó khai phá ra một đạo mới dựa trên nền tảng của cựu đạo, cũng chính là ta bây giờ, đại đạo hiện hữu. Diệp Quân trầm giọng nói, chủ nhân của ngài mạnh thế.
Đại đạo hiện hữu đáp, cả Ly Hận Thiên và địa ngục A Tỳ đều do chủ nhân của ta thiết lập, sau đó chủ nhân phát hiện nền văn minh thiên hành, đánh một trận với nền văn minh thiên hành, không có thua. Nói phét. Lúc này, Tịnh An đột nhiên xuống hiện bên cạnh Diệp Quân, cô ta liếm kẹo hồ lô, sau đó lạnh lùng nói, đại đạo hiện hữu, năm đó chủ nhân của ngươi không thua à? Đại đạo hiện hữu không chịu yếu thế, năm đó cựu đạo bị chủ nhân của ta đánh bại đã giết chết một quan chấp hành đứng đầu thiên hành các ngươi, có phải không? Tịnh An lạnh lùng nói, chẳng lẽ chủ nhân của ngươi không bị quan chấp hành đứng đầu thiên hành của chúng ta đánh bại à? Đại đạo hiện hữu nói, vậy ta nói chúng ta ngang tài ngang sức thì có vấn đề gì không? Tịnh An nói, sau đó thiên hành chủ của chúng ta đến tìm chủ nhân các ngươi, chủ nhân của các ngươi đã bỏ chạy mà. Không phải sao? Đại đạo hiện hữu nói một cách giận dữ, chủ nhân của ta không bỏ chạy, ngài ấy. Tịnh An bình tĩnh hỏi, ông ta thế nào? Đại đạo hiện hữu im lặng một lát rồi nói, tại sao ta phải cho ngươi biết? Tịnh An liếm kẹo hồ lô, cười nói, đại đạo hiện hữu, nền văn minh thiên hành của chúng ta bây giờ đã khác trước kia rồi. Quan chấp hành đứng đầu của chúng ta bây giờ đã mạnh hơn năm đó rất rất nhiều. Người là quan chấp hành đứng đầu mạnh nhất của nền văn minh thiên hành chúng ta từ trước đến giờ, loại như ngươi người chỉ cần vung tay một cái là có thể đánh chết 100 người. Đại đạo hiện hữu lạnh lùng nói, cô ta lợi hại như thế thì ngươi bảo cô ta đánh chết cô của Diệp Thiếu đi. Diệp Quân. Tịnh An xa sầm mặt, không đánh bà ta, chỉ đánh ngươi thôi, sau khi trở về, ta sẽ bảo quan chấp hành đứng đầu đến đánh ngươi. Đại đạo hiện hữu im lặng. Đúng là muốn chửi tục mà. Con mẹ nó, sao ông đây cứ gặp phải mấy kẻ điên thế này? Tịnh An chợt nói thêm, nếu ngươi chịu bỏ chút tiền mua chuộc ta thì ta có thể xem như chưa từng gặp ngươi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tịnh An, sợ đến mức ngây người. Sao cô nương này giống cướp thế? Cướp của Quang Minh chính đại luôn. Đại đạo hiện hữu chợt trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi mặc kệ cô ta à? Diệp Quân đang định đáp lời thì Tịnh An đột nhiên nhìn về phía hắn, chia ngươi một nửa. Diệp Quân thoáng chần chừ, sau đó nói, Tịnh An cô nương, đại đạo hiện hữu tiền bối, oan oan tương báo đến khi nào mới hết. Thư viện quan huyên của ta trước giờ vẫn luôn kiên trì bảo vệ vũ trụ hòa bình ổn định, cho nên tiền bối, hay là ngài đồng ý với cô ấy đi. Cô ấy chia cho ta một nửa, ta lại chia cho ngài một nửa. Đại đạo hiện hữu. Tiểu tháp. Tịnh An trợn to mắt nhìn Diệp Quân, quên cả việc liếm kẹo hồ lô. Lúc này, đại đạo hiện hữu chợt nói, ngươi còn lợi hại hơn cả cha ngươi. Diệp Quân hơi tò mò, tiền bối từng gặp cha của ta à? Đại đạo hiện hữu đáp phải, hơn nữa cha ngươi còn từng vay tiền ta, nói là để con trai trả. Diệp Quân. Đại đạo hiện hữu nói, nếu ngươi không tin thì ta còn có chứng cứ đấy. Sau đó. Một tờ giấy nợ xuất hiện trước mặt Diệp Quân, trên đó viết, hôm nay vay đại đạo hiện hữu 100.000 tinh thể vĩnh hằng, con trai trả. Ký tên Diệp Huyên. Bên trên còn có một vân tay máu, máu kia đúng thật là máu phong ma. Thấy tờ giấy nợ này, Diệp Quân chỉ cảm thấy da đầu tê dại. 100.000 tinh thể vĩnh hằng. Mẹ kiếp. Nhiều thế. Khó tin nhất là cái câu con trai trả kia. Trời ạ. Sao cha hắn có thể làm ra chuyện không phải người như thế chứ? Mẹ kiếp! Lúc này đại đạo hiện hữu lại nói, bây giờ bảo ngươi trả thì vẫn chưa khả thi lắm. Hầy! Diệp Quân! Tịnh An đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Quân, cô ta kéo ống tay áo của hắn, sau đó nghiêm túc hỏi, ngươi là con ruột của cha ngươi à? Diệp Quân im lặng một lúc lâu mới đáp, ta cũng nghi ngờ, làm gì có ai hãm hại con trai như thế chứ? Không thể không nói, hắn thật sự hơi sửng sốt, đây đã không phải là lần một lần hai nữa, mà là rất nhiều lần rồi. Cha hắn vay tiền khắp nơi, sau đó đều bảo con trai trả, thật sự quá khó tin. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có phải hắn cũng có thể vay tiền để cha trả không? Nghe thấy lời của Diệp Quân, Tịnh An bật cười, dường như nhớ đến điều gì, cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá, đại đạo hiện hữu, đừng có đánh trống lảng, ngươi có muốn mua chuộc ta không? Đại đạo hiện hữu trầm giọng nói, mấy năm qua nền văn minh thiên hành không ngừng hủy diệt vũ trụ, làm chuyện ác như vậy không sợ báo ứng à? Tịnh An mỉm cười nói, pháp tắc tối cao của vũ trụ là cao thủ được sống,
năm đó khi chủ nhân của ngươi thành lập vũ trụ và trật tự hiện hữu chẳng phải cũng đã hủy diệt vô số thế lực à? Bất cứ trật tự và vương triều nào cũng đều thành lập trên vô số thi hài, dù gì ngươi cũng là một đại đạo, sao ngay cả chút giác ngộ này cũng không có thế? Đại đạo hiện hữu im lặng. Diệp Quân cười nói, Tịnh An cô nương, thôi đi, hay ta nướng thêm cho cô mấy cái đầu dê nhé. Tịnh An lập tức sáng mắt lên, thật à? Diệp Quân gật đầu, thật. Tịnh An cười nói, được. Dứt lời, cô ta quay lại trong tiểu tháp, từ sau khi vào trong tiểu tháp, nhìn thấy thời không bí ẩn, cô ta cũng thích nghiên cứu thời không đặc biệt và bí ẩn kia giống như nhất niệm, nhờ đó mà nâng cao thực lực của mình lên rất nhiều. Sau khi Tịnh An quay về tiểu tháp, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá, sau đó nói, tiền bối, một thế lực còn lại là gì? Đại đạo hiện hữu đáp, chính là ác đạo Minh có thủ oán với ngươi. Diệp Quân hỏi, tiền bối có thể giới thiệu về ác đạo Minh này không? Đại đạo hiện hữu trầm giọng nói, ta cũng không hiểu biết quá nhiều về bọn họ, ta chỉ biết nhất điện chủ của bọn họ là một người ngoại lai. Diệp Quân nhíu mày, người ngoại lai. Đại đạo hiện hữu giải thích, lai lịch của người này rất bí ẩn, thực lực cũng vô cùng đáng sợ, nếu ngươi gặp phải thì ta đề nghị ngươi nên lập tức gọi người. Diệp Quân. Đại đạo hiện hữu nói tiếp, thật ra thực lực của ngươi bây giờ cũng không phải yếu, nhưng kẻ thù của ngươi đều là cao thủ đứng đầu thế gian, vì thế nếu gặp phải người không thể chống lại ở bên ngoài thì đừng liều mạng, tránh bị giết chết. Diệp Quân nhất thời hơi cảm động, tiền bối quan tâm ta như thế. Đại đạo hiện hữu ngắt lời hắn, không phải ta quan tâm ngươi, ta sợ ngươi chết ở vũ trụ này, cô của ngươi đến giết lung tung, hủy diệt vũ trụ hiện hữu. Dù ta không sợ chết, nhưng ta không muốn chết oan một cách nhảm nhí. Diệp Quân. Đại đạo hiện hữu cũng hơi bất đắc dĩ, gặp phải một gia đình như thế đúng là xui xẻo. Năm đó khi gặp cha của thiếu niên trước mắt, ban đầu còn cảm thấy đối phương là một người ngay thẳng, nhưng không ngờ đối phương lại là một kẻ mặt dày. 100.000 viên tinh thể vĩnh hằng. Đó gần như là một nửa tiền tiết kiệm cả đời nó rồi. Ngoài tinh thể vĩnh hằng, nó còn bị lừa mất mấy món thần vật nữa. Đúng thế, đều là con trai trả. Nhưng bây giờ gặp đứa con trai này, nó càng tuyệt vọng hơn, cả mẹ của hắn cũng là một kẻ gian trá. Cả gia đình đều quái gở. Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay ra, tờ giấy nợ kia xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn về phía cửa đá, nghiêm túc nói, tiền bối, cha ta mượn ngài 100.000 viên tinh thể vĩnh hằng. Ta thật sự không trả nổi, nhưng nhà họ Dương của ta không phải kiểu không giữ chữ tín. Nghe thấy thế, đại đạo hiện hữu vốn đã sắp tuyệt vọng lập tức bùng lên hy vọng, vội hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiền bối, nếu ngài tin tưởng ta thì cho ta vay thêm 100.000 viên tinh thể vĩnh hằng. Đại đạo hiện hữu. Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối, ngài cũng biết đấy, mục đích của gia đình ta là thống nhất toàn vũ trụ. Trong quá trình đó ta cần có một nguồn vốn khổng lồ. Mà một khi thống nhất được toàn bộ vũ trụ, ta sẽ không chỉ trả lại số đã mượn ngài, còn trả lại cả số mà cha ta mượn, ngài thấy sao? Đại đạo hiện hữu im lặng một lúc rồi đáp, ngươi tìm một người để đảm bảo đi, nhưng không được là cha ngươi. Diệp Quân thấy có hy vọng, vội nói, ông nội ta đảm bảo. Đại đạo hiện hữu giận dữ nói, ông cháu ba đời. Ngươi đang chơi trò trẻ con với ta à? Diệp Quân cười ngượng ngùng, nhân phẩm ông nội ta rất tốt, thật đấy. Đại đạo hiện hữu trầm giọng nói, để cô ngươi đảm bảo. Diệp Quân im lặng. Để cô đảm bảo. Nếu hắn thật sự làm như thế thì e rằng sẽ bị đánh cho một trận. Đại đạo hiện hữu lại nói, nếu ngươi không thể để cô của ngươi đảm bảo thì vẫn còn một cách, là ta dùng 100.000 tinh thể vĩnh hằng vào cổ phần tại tiên bảo các của nhà ngươi. Trăm năm sau, tiên bảo các phải cho ta tiền hoa hồng. Diệp Quân hỏi, chia bao nhiêu? Đại đạo hiện hữu đáp, mỗi năm ta muốn 1% tiền hoa hồng, không quá đáng chứ? Diệp Quân im lặng. Dùng 100.000 tinh thể vĩnh hằng đổi lấy 1% tiền hoa hồng hàng năm, xem tình hình trước mắt rõ ràng là hắn lãi to, vì bây giờ thu nhập của tiên bảo các đa số đều là tổ mạch, vẫn chưa bắt đầu kiếm được tinh thể vĩnh hằng. Nhưng trăm năm sau, chắc chắn tiên bảo các sẽ bắt đầu kiếm tinh thể vĩnh hằng. Tiên bảo các có thể xem là độc quyền việc buôn bán của cả vũ trụ. Lợi nhuận của tiên bảo các trăm năm sau chắc chắn là rất kinh khủng.
không có lợi lắm. Nghĩ vậy, Diệp Quân cất lời, nhất niệm. Nhất niệm xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cô ta mở lòng bàn tay, một ngọn lửa thiên hành xuất hiện, cô ta nhướng mày, có phải muốn cướp không? Ta có thể ra tay ngay bây giờ. Đại đạo hiện hữu. Diệp Quân đen mặt, sao nha đầu này lại trở thành một nữ tặc rồi? Diệp Quân hỏi, bây giờ muội có bao nhiêu tinh thể vĩnh hằng? Nhất niệm nhìn túi vải nhỏ bên hông mình, sau đó đáp khoảng 20.000 viên. 20.000 viên. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiền bối, chuyện cổ phần ta có thể đồng ý với ngài, nhưng có một điều kiện là ngài phải trở thành cung phụng của thư viện Quan Huyên ta. Đồng ý. Đại đạo hiện hữu không do dự chút nào. Diệp Quân xa sầm mặt. Mẹ kiếp. Có gì đó sai sai. Lúc này, một chiếc nhẫn không gian chậm rãi bay đến trước mặt hắn, trong nhẫn không gian có 100.000 viên tinh thể vĩnh hằng, hơn nữa còn đều là tinh thể vĩnh hằng cực phẩm, chất lượng chỉ thua kém tinh thể vĩnh hằng của nhất niệm một chút thôi. 100.000 viên tinh thể vĩnh hằng. Diệp Quân nhếch môi, có 100.000 tinh thể vĩnh hằng này, hắn có thể làm được rất nhiều điều. Hắn cất 100.000 tinh thể vĩnh hằng đi, sau đó nói, tiền bối. Nếu cao thủ của ác đạo minh gây chuyện với Đại Chu và vũ trụ Quan Huyên, mong ngài sẽ ra tay giúp đỡ. Đại đạo hiện hữu đáp được, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu là nhất điện chủ hoặc nhị điện chủ kia đến thì ta không ngăn cản bọn họ được đâu. Diệp Quân nói, ngài chỉ cần cố hết sức là được. Đại đạo hiện hữu đáp được. Diệp Quân lại nói, tiền bối, làm sao mới có thể đi đến địa ngục A Tỳ? Lúc này... Một quyển trục chậm rãi bay ra từ trong cửa đá, đây là quyển trục truyền tống để đi tới địa ngục A Tỳ, ngoài ra thì còn có một cái đạo lệnh, có lệnh này, địa ngục chủ sẽ không làm khó ngươi, ngươi có thể tập trung tu luyện ở đó. Diệp Quân gật đầu, tạm biệt. Dứt lời, hắn cất quyển trục và đạo lệnh đi, xoay người biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất. Sau khi Diệp Quân đi không lâu, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, người đàn ông nhìn theo hướng Diệp Quân rời đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá, ngươi cứ thế chịu thua à? Đại đạo hiện hữu hờ hững đáp, nếu không thì sao? Chẳng lẽ đi đấu với hắn? Người đàn ông cười nói, năm đó chủ nhân của ngươi vì thành lập trật tự mới mà chiến đấu suốt 10.000 năm với đám người cựu đạo kia, đó là một chuyện khó khăn đến mức nào, vậy mà bây giờ? Nói đến đây, ông ta lắc đầu. Đại đạo hiện hữu hỏi, ngươi đang hâm mộ hay ghen tị đấy? Người đàn ông hờ hững đáp, ta cần hâm mộ ghen tị hắn à? Nếu không có cha và cô của hắn, ta muốn bóp chết hắn cũng chỉ đơn giản như đè chết một con kiến thôi. Xoẹt! Thời không trên đầu người đàn ông đột nhiên nứt ra, có thanh kiếm chém thẳng xuống. Con người đàn ông co lại, ông ta mở lòng bàn tay, một thần ấn bay lên cao đỡ lấy thanh kiếm kia, nhưng thần ấn đã lập tức vỡ tan. Vụt! Thanh kiếm chém thẳng về phía đầu người đàn ông. Người đàn ông trợn tròn mắt tỏ vẻ khó tin. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên xuất hiện một lần nữa, tiền bối, ta còn quên một chuyện. Nói đến đây, hắn đột nhiên khựng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên phải, khi nhìn thấy thanh kiếm đang cắm vào người ông ta, hắn nhất thời sửng sốt. Kiếm hành đạo. Thấy Diệp Quân, người đàn ông vội nói bằng giọng điệu run rẩy, Diệp thiếu, cứu mạng. Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ, ông là. Người đàn ông trần trừ một lát rồi nói, tại hạ vốn là người bị giam ở tầng 8, họ Thiên, tên Vô Thần. Diệp Quân im lặng nhìn người đàn ông. Người này bị kiếm hành đạo ghim ở đây chắc chắn là vì đã làm chuyện gì đó. Lúc này, đại đạo hiện hữu chợt cất lời, ông ta chỉ thích chém gió, nói ra lời không nên nói mà thôi, người tha cho ông ta một lần đi. Diệp Quân lắc đầu, cũng đâu có thân. Thiên Vô Thần thay đổi sắc mặt, vội nói, Diệp thiếu, ta có tiền. Diệp Quân nhất thời thấy hứng thú, hắn hỏi ông ta, bao nhiêu? Thiên Vô Thần chần chừ một lúc rồi nói, 10.000 viên tinh thể vĩnh hằng. Diệp Quân lắc đầu, không thân. Thiên Vô Thần hoảng hốt, 30.000 tinh thể vĩnh hằng, 30.000, đây là tất cả tiền tiết kiệm của ta rồi. Nói xong. Ông ta vội mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn không gian bay đến trước mặt Diệp Quân. Trong nhẫn không gian vừa khéo có 30.000 viên tinh thể vĩnh hằng. Diệp Quân vẫn không chịu nhận lấy, thấy thế, Thiên Vô Thần thấy sợ hãi,
vội nói, Đại Đạo huynh, cứu ta với. Đại Đạo hiện hữu im lặng một lúc mới nói, Diệp công tử, có thể nể mặt ta không? Diệp Quân gật đầu, được. Dứt lời, hắn nhận lấy nhẫn không gian, sau đó mở lòng bàn tay, tiểu đạo. Kiếm hành đạo khẽ rung, sau đó biến thành một tia kiếm quang bay vào tay hắn, hơi rung lên. Diệp Quân nở nụ cười nhìn kiếm hành đạo, trước đây kiếm hành đạo từng đi theo hắn một khoảng thời gian, tình cảm giữa hắn và kiếm hành đạo cũng rất tốt. Diệp Quân nhẹ nhàng sờ thân kiếm, sau đó cười nói, đi đi. Kiếm hành đạo rung lên, sau đó biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Diệp Quân nhìn về phía cửa đá, tiền bối, ta quên hỏi một chuyện, ngài có biết chủ nhân bút đại đạo không? Đại đạo hiện hữu đáp, không thân lắm, nhưng cũng có biết. Diệp Quân nhất thời hơi tò mò, có thể giới thiệu về ông ta không? Đại đạo hiện hữu nói, ngươi lo lắng về ông ta à? Diệp Quân gật đầu, có một chút. Hắn luôn có cảm giác chủ nhân bút đại đạo này không phải người tốt. Đại đạo hiện hữu nói, mục tiêu của ông ta cũng giống như ngươi là thành lập một trật tự mới, nhưng thực lực của ông ta không phải vô địch, vì thế trước đây ông ta cũng chỉ làm một thử nghiệm chứ không làm thật, cũng có thể nói là ông ta đang che giấu thực lực của mình. Tóm lại người này khá bí ẩn, nhưng ông ta sẽ không có ác ý với ngươi. Diệp Quân trầm giọng nói, ta có một huynh đệ đang đi theo ông ta tu luyện. Cũng không phải hắn sợ chủ nhân bút đại đạo, nhưng bây giờ Diệp Khải đang đi theo ông ta. Hắn sợ Diệp Khải bị dạy hư. Đại đạo hiện hữu nói, đừng lo lắng, dù người này có lai lịch bí ẩn nhưng vẫn có bản lĩnh, sẽ không dở trò hèn hạ, ngược lại ngươi nên cẩn thận với ác đạo minh chắc chắn sẽ cứu ác đạo bị trấn áp ở chân vũ trụ kia, vì bây giờ ác đạo đó đã là ác đạo chân chính. Nếu nó chạy thoát, hơn nữa còn được đào tạo, thì nó sẽ trở thành một tồn tại vô cùng đáng sợ. Quan trọng nhất là lai lịch của nó không hề đơn giản. Nói đến đây, nó vội dừng lại. Diệp Quân hỏi, có ý gì? Đại đạo hiện hữu im lặng một lúc mới nói, vấn đề này liên quan đến rất nhiều thứ, có vài chuyện chính ta cũng không thể nói với ngươi. Chỉ có thể nói là nó sống vì kiếp, kiếp này là ác niệm của chúng sinh. Vì thế việc nó sinh ra vốn không sai, cũng phù hợp với quy tắc đại đạo và pháp tắc. Đương nhiên là chân thần cũng không sai, cô ta muốn cứu các sinh linh của chân vũ trụ, vì thế mới trấn áp nó. Nói đến đây, nó khẽ thở dài, thật ra dưới góc nhìn của chúng sinh ở chân vũ trụ, ác đạo là kẻ sai, là kẻ ác, nhưng người biết không, theo góc nhìn của vô số ác đạo, chân thần mới là kẻ sai. Điều này cũng giống như ngươi vì cứu một con dê mà đuổi một con sói đi, cuối cùng khiến con sói chết đói vậy, sói có sai không? Diệp Quân im lặng. Đại đạo hiện hữu nói tiếp, đương nhiên theo pháp tắc tối cao của vũ trụ thì cao thủ được sống. Ác đạo của chân vũ trụ không thắng được chân thần, nó bị trấn áp là do nó đáng đời. Cho nên rất nhiều lúc đúng hay sai hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, người mạnh thì người đúng, người yếu, dù người đúng cũng có thể là sai. Diệp Quân gật đầu, ta sẽ tự giải quyết chuyện của chân vũ trụ. Đại đạo hiện hữu nói, ta từng xem quan huyên pháp của ngươi, ta cảm thấy ý tưởng của ngươi không phải không được, nhưng thật sự thực hành nó thì khá khó khăn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Quân gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, hắn chắp tay, tạm biệt tiền bối. Sau đó, hắn xoay người hóa thành một tia kiếm quang biến mất. Sau khi Diệp Quân đi, thiên vô thần kia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói, trong khoảnh khắc khi nãy, ông ta thật sự đã sợ suýt mất hồn. Ông ta suýt thì chết. Lúc này, thiên vô thần đột nhiên quay đầu lại, có một người phụ nữ chậm rãi đi tới. Người phụ nữ đeo mặt nạ, mặc áo choàng trắng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Thấy người phụ nữ, thiên vô thần cau mày, cô là ai? Người phụ nữ không quan tâm đến ông ta. Thiên vô thần khó chịu, cô đang ra vẻ với ta à? Dứt lời, ông ta vung tay áo, một luồng khí thế đáng sợ lập tức chèn ép về phía người phụ nữ. Người phụ nữ dừng lại, xoay người nhìn về phía ông ta, quỳ xuống. Oanh! Con người thiên vô thần chợt co lại, ông ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hai chân đã mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Thiên vô thần vô cùng sợ hãi, đại đạo huynh, cứu ta. Đại đạo hiện hữu giận dữ mắng, mẹ nhà ngươi. Thiên vô thần. Lúc này thiên vô thần ngơ ngác.
Ông ta không ngờ thực lực của cô gái trông cực kỳ bình thường trước mặt lại mạnh đến thế, đúng là bất thường. Ông ta là cường giả cảnh giới diệt đạo. Đầu tiên là bị đâm một nhát vào trán. Bây giờ lại bị một lời nói trấn áp. Mẹ nó, thế giới này điên loạn hết rồi. Lúc này đại đạo hiện hữu cũng không nói nên lời, thật ra người có thể đánh bại Thiên Vô Thiên trên thế gian này thật sự rất ít, dù sao ông ta cũng là cường giả trọng thiên thứ 8, cho dù là tam điện chủ ác đạo cũng không thể làm gì ông ta. Nhưng người này thì lại khác, có thể đánh lại ông ta. Đại đạo hiện hữu không suy nghĩ nữa, sau đó nói, Tịnh Tông Chủ, đã lâu không gặp. Cô gái áo bào trắng trước mặt chính là Tông Chủ quá khứ Tông Tư Phàm Tịnh. Tịnh Tông Chủ. Nghe đại đạo hiện hữu nói thế, đồng tử Thiên Vô Thần ở một bên co lại, cô là Tịnh Tông Chủ đã trấn áp cường giả trọng thiên thứ 9 đó à? Trọng thiên thứ 9 vốn dĩ cũng có một cường giả tuyệt thế bị nhốt, sở dĩ bây giờ không còn nữa là vì đối phương đã bị trấn áp. Là do vị Tịnh Tông Chủ trước mặt này làm. Sở dĩ ông ta biết được là vì ông ta khá quen thuộc với đại đạo hiện hữu, cho nên biết được tin tức này từ đại đạo hiện hữu, nhưng ông ta chưa từng gặp người mạnh tuyệt thế trong truyền thuyết đó. Ông ta không ngờ thế mà lại gặp được nhân vật trong truyền thuyết đó vào lúc này. Nghĩ đến việc trước đó mình còn muốn dạy cho đối phương một bài học, Thiên Vô Thần có cảm giác như muốn chết. Mình sao vậy chứ? Sao tự dưng lại ngu ngốc thế? Nghĩ đến đây, Thiên Vô Thần cười khổ, có lẽ mấy năm nay mình đều không gặp được đối thủ mạnh nên bắt đầu tự cao. Tịnh Tông Chủ đó phất lờ Thiên Vô Thần, ngẩng đầu lên nhìn vào trong cánh cửa đá, giúp ta một việc. Đại đạo hiện hữu lặng thinh. Tịnh Tông Chủ nhìn cánh cửa đá, so vài chiêu không? Đại đạo hiện hữu trong cánh cửa đá nói, không cần phải thế, chuyện gì, cô nói đi. Thiên Vô Thần. Sau khi ra khỏi Đăng Thiên Vực, Diệp Quân chạy thẳng đến địa ngục A Tỳ. Nụ cười Diệp Quân rõ tươi, vì bây giờ hắn có đến 15 vạn viên tinh thể vĩnh hằng, mấy mươi vạn tổ mạch. 15 vạn viên tinh thể vĩnh hằng. Trong vũ trụ hiện giờ, một viên tinh thể vĩnh hằng đã có thể giúp một cảnh giới khai đạo đánh nhau vượt bậc thì 15 vạn viên tinh thể vĩnh hằng có nghĩa là gì? Nụ cười trên môi Diệp Quân càng tươi hơn. Bây giờ hắn đã có 30 cây thần tự nhiên, vài ngàn quả đạo linh trong tiểu tháp, hơn nữa hắn thấy thời gian quả đạo linh càng lâu thì hiệu quả càng mạnh. Thật ra nếu là ở bên ngoài, tiền đạo thụ này trở nên rất vô dụng với hắn, vì cây sinh trưởng hoàn toàn rồi kết trái cần quá nhiều thời gian, nhưng trong tiểu tháp lại khác hoàn toàn, cho nên hắn mới có phát huy tác dụng của tiền đạo thụ này hết mức. Bây giờ hắn vừa có tiền vừa có thần vật. Nhất là tinh thể vĩnh hằng, cho dù đến nền văn minh thiên hành thì tinh thể vĩnh hằng cũng hiếm có. Diệp Quân ngẫm nghĩ, nụ cười càng thêm sán lạn. Không lâu sau, Diệp Quân đến một tinh không đen kịt, cách trước mặt hắn mấy trăm trượng có một vực sâu thẳm cực lớn, sâu không thấy đáy, cực kỳ đáng sợ. Đến rồi. Diệp Quân lắc người đi đến trước vực thẳm, lúc này một hư ảnh bỗng xuất hiện chắn trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân xòe tay ra, một lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy lệnh bài đó, hư ảnh hơi cúi người xuống, sau đó biến mất. Diệp Quân biến thành một quản giáo đi vào trong vực thẳm tối đen đó. Địa ngục A Tỳ. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đi đến trước một tòa quỷ thành, tòa thành này cực kỳ âm u, xung quanh hiện lên tia sáng đỏ quái dị hệt như máu. Thi thoảng có linh hồn bay giữa không trung. Địa ngục A Tỳ. Diệp Quân nghĩ một hồi, sau đó nói, tháp ra, che giấu khí tức giúp ta. Tiểu tháp nói, được. Tiểu tháp che giấu khí tức. Diệp Quân đi thẳng vào trong thành. Sau khi vào thành, Diệp Quân thấy quỷ thành này vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều tiểu quỷ bay lượn trên phố, còn có cả người bán hàng, chẳng khác gì nhiều thế giới loài người ở thực tại. Nhưng nơi này vẫn hơi đáng sợ, bởi vì hắn phát hiện không phải tất cả quỷ đều bình thường, có vài con quỷ rất bất thường, chẳng hạn như hắn nhìn thấy mấy con quỷ không có đầu, còn có vài con quỷ tướng mạo cực kỳ hung dữ. Đi không bao lâu, một người đàn ông trung niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, người đàn ông trung niên này để tóc dài ngang vai, trên ngực đeo một chuỗi tràng hạt dài màu đen, đây không phải là thể linh hồn. Diệp Quân dừng bước nhìn người đàn ông áo đen trước mặt, ông ta mỉm cười nói, cậu Diệp. Diệp Quân nói, tiền bối là địa ngục chủ.
Người đàn ông áo đen gật đầu, đúng thế, cậu Diệp đến đây là để trải nghiệm à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Địa ngục chủ nói, cậu Diệp đi theo ta. Nói rồi, ông ta xoay người đi sang một bên. Diệp Quân đi theo. Trên đường đi, Diệp Quân đưa mắt nhìn xung quanh con phố, sau đó nói, ta thấy khá ngạc nhiên. Địa ngục chủ cười nói, hiện giờ địa ngục A Tỳ không còn lớn như trước, kia lúc còn ở thời kỳ đỉnh cao, địa ngục A Tỳ có đến hàng nghìn tỷ tiểu quỷ và rất nhiều quỷ tu lớn mạnh, đáng tiếc sau đó vì vài nguyên nhân mà trật tự vũ trụ hiện hữu ở đây bắt đầu sụp đổ, khả năng ràng buộc của trật tự luân hồi của địa ngục A Tỳ với chúng sinh ngày càng ít, đến bây giờ bọn ta chỉ có thể thu mình trong một xó, miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Diệp Quân hơi khó hiểu, tiền bối. Đại đạo hiện hữu không thể duy trì trật tự vũ trụ hiện hữu sao? Địa ngục chủ lắc đầu, không thể, thực lực của nó không yếu nhưng vũ trụ này từng xuất hiện cường giả đỉnh cấp không yếu hơn nó. Diệp Quân tò mò hỏi, chẳng hạn như. Địa ngục chủ cười nói, có đến vài người, gần nhất là Tịnh Tông chủ của quá khứ tông. Diệp Quân sửng sốt, cô ta hả? Địa ngục chủ nhìn Diệp Quân, Diệp công tử quen à? Diệp Quân gật đầu, biết, từng bị cô ta đánh. Địa ngục chủ trầm giọng nói, thực lực của người này thật sự nghịch thiên, năm đó từng giết cường giả tuyệt thế ở trọng thiên thứ 9, nhưng người này khá khiêm tốn nên rất ít người trong thế gian biết đến cô ta. Diệp Quân bình tĩnh nói, cô ta không khiêm tốn đâu, lúc đầu suýt nữa giết chết ta đấy. Địa ngục chủ cười nói, Diệp công tử có thể sống sót trong tay cô ta quả thật là lợi hại. Diệp Quân nói, tiền bối biết nhiều về cô ta không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 96.